Đệ nhất kiếm thần. Diệp Huyên. Tập 89. Thánh Thiên nhìn chằm chằm vực sâu kia, hắn ta đang định nói gì đó thì lúc này, toàn bộ vực sâu đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh to lớn phóng lên trời, mảng ánh sáng màu vàng kim đang bao phủ miệng vực kia trực tiếp nổ tung, đồng thời, thanh đao Bỉ Ngạn kia lúc này cũng đã hóa thành tro tàn. Không chỉ như vậy, 20 ông lão kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một bàn tay màu đỏ như máu nắm chặt đầu. Ngay sau đó, 20 cái đầu nổ tung như dưa hấu. Mặt của Thánh Thiên biến sắc, cấp tốc lùi về sau. Lúc này, phía trên vực sâu kia đột nhiên xuất hiện một màn sương mù màu đen, mà trong màn sương đen đó đột nhiên xuất hiện một cặp mắt đỏ rực. Ác ma! Ác ma đó nhìn Thánh Thiên vừa lùi về phía xa kia, cười nói, người căng thẳng cái gì chứ? Ta cũng đâu có ăn ngươi. Thánh Thiên nhìn chằm chằm ác ma kia, người đã đột phá phong ấn rồi. Ác ma cười ha ha một tiếng, tạm thời vẫn chưa, có điều, chắc cũng nhanh thôi. Còn nữa, nếu như ngươi muốn phong ấn ta, thì dùng chút bản lĩnh thực sự, chứ đừng có dùng một thanh đao nát. Thánh Thiên trầm giọng nói, năm đó tiên tổ chính là đã dùng thanh đao nát này phong ấn ngươi. Ác ma nhìn Thánh Thiên, ngươi nhầm rồi. Thứ phong ấn ta, không phải là thanh đao đó, mà là tiên tổ ngươi và tiểu đạo cô nương kia. Tiểu đạo cô nương. Mí mắt Thánh Thiên khẽ giật, bản thân đã đắc tội với người ta rồi. Ác ma cười nói, so với tiên tổ ngươi, ngươi không phải chỉ kém một chút. Mặc dù ta với tiên tổ ngươi là kẻ địch, nhưng, ta vẫn tôn trọng hắn, có điều, tôn trọng thì tôn trọng, thù phải báo thì vẫn phải báo. Thánh Thiên trầm giọng nói, ngươi dám đi tìm tiểu đạo cô nương để báo thù sao? Ác ma lắc đầu, không dám. Nói đoạn, gã nhếch miệng cười một tiếng, sao ngươi không hỏi ta có dám tìm ngươi để báo thù không? Ha ha! Thánh Thiên nhìn chằm chằm ác ma, không nói gì. Phía trên vực sâu, ác ma tham lam hít một hơi thật sâu, lâu lắm rồi không được hít thở không khí trong lành, nếu như cho ta lại một cơ hội, năm đó ta nhất định sẽ làm một người khiêm tốn, cái giá của việc khoa trương quá lớn rồi. Nói đoạn, y nhìn về phía Thánh Thiên, các ngươi cứ đợi đó cho ta, đợi ta ra ngoài, thẳng tay chém giết thánh tộc, ha ha. Nói xong, y trực tiếp lui về phía đáy vực sâu kia. Phía xa, sắc mặt của Thánh Thiên vô cùng u ám, sau đó, hắn ta đột nhiên nói, Liêm Nhi, theo ta đến tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Nói xong, hắn ta xoay người rời khỏi. Tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Diệp Huyên vẫn đang nói chuyện phiếm với ông lão, hai người càng trò chuyện càng ăn ý. Mà lúc này, hai người cũng đã có chút hiểu biết về nhau, ông lão trước mặt đây tên là Nguyên Nhất Tông chủ của một tông phái tên là Thái Nhất Tông ở Thái Thượng Giới, nơi đó tự thành một giới, mà Thái Nhất Tông này có lịch sử lâu đời, tồn tại từ thời cổ đại, đã trải qua hai lần đại kiếp của vũ trụ ngũ duy. Mà lần này, Nguyên Nhất đến tìm tiểu đạo, là vì Thái Thượng Giới đã xảy ra chuyện, mong có được sự giúp đỡ của tiểu đạo. Còn về Diệp Huyên, Nguyên Nhất cùng có ý muốn lấy lòng. Tiểu đạo kêu Diệp Huyên ở đây trong tiệm, mối quan hệ này nhất định không bình thường. Chính vào lúc này, có hai người đột nhiên bước vào. Người đến chính là Thánh Thiên và Thánh Liêm. Nhìn thấy hai người này, Diệp Huyên sửng sốt. Người của thánh tộc sao lại tới đây rồi? Thánh Thiên nhìn Nguyên Nhất một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, hắn ta do dự một chút rồi nói, tiểu hữu, tiểu đạo cô nương đâu? Mặt Diệp Huyên không cảm xúc, vấn đề này phải trả tiền. Ha ha! Lúc này, tầng 9 đột nhiên cười phá lên. Nguyên Nhất ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên một cái, dường như nghĩ đến điều gì đó, ông khẽ mỉm cười. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, sắc mặt của Thánh Nguyên kia ngay lập tức trở nên khó coi. Tiểu hữu, thánh tộc năm đó, là thánh tộc ta đã thất lễ với tiểu hữu, ta thay mặt thánh tộc nhận lỗi với tiểu hữu. Diệp Huyên cười nói, các hạ hiểu lầm rồi. Diệp Huyên ta không phải là loại người nhỏ mọn như vậy. Ngươi mà còn không nhỏ mọn sao? Khóe miệng Thánh Thiên khẽ co giật, hắn ta không dám tức giận, nơi này là tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Thánh Thiên do dự một chút rồi nói, tiểu hữu, ác ma đó xuất thế, chuyện có liên quan đến thiên hạ chúng sinh, chúng ta bắt buộc phải phong ấn hắn, bằng không? Diệp Huyên đột nhiên nói, mắc mớ gì đến ta? Thánh Thiên! Diệp Huyên nhìn về phía Thánh Thiên, các hạ, nếu như ngươi muốn biết tiểu đạo cô nương đang ở đâu, thì chặt,
Còn về những chuyện khác, thì đừng nói với ta. Sắc mặt Thánh Thiên u ám, chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, các hạ không phải là muốn đánh ta đó chứ. Thánh Thiên nhìn Diệp Huyên một cái, ta đến là để tìm tiểu đạo cô nương. Hiển nhiên, ý của câu nói này, là không phải ta đến tìm Diệp Huyên ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta biết ngươi là tới để tìm tiểu đạo cô nương, ta biết nàng ấy đang ở đâu. Ý của câu này, chính là ta biết, nhưng ta không nói cho ngươi biết. Thánh Thiên trầm mặc một lát rồi nói, tiểu hữu, lúc ở thánh tộc, là thánh tộc ta không phải, vẫn mong tiểu hữu lượng thứ. Diệp Huyên lắc đầu, ta không giận, mấy người đuổi ta đi, nói thật, ta rất vui, đây là lời nói thật lòng. Còn về tiểu đạo cô nương, nàng ấy hiện không ở trong tiệm, các ngươi có thể đợi nàng ấy quay về rồi lại tới tìm. Thánh Thiên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương đi đâu? Diệp Huyên cười nói, ta thực sự không biết. Lời này lại là sự thật, hắn cũng không biết tiểu đạo đã đi đâu. Thánh Thiên nhìn Diệp Huyên, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Đừng có không biết điều. Hai mắt Diệp Huyên khẽ híp lại, giây sau, bút thiên đạo xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, bút thiên đạo trực tiếp rung lên. Một luồng khí tức to lớn đột nhiên xuất hiện ở ngục tối vô biên này. Lúc này, toàn bộ người trong ngục tối vô biên đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tiệm cầm đồ thiên đạo. Kẻ nào lại to gan như vậy, lại dám động thủ ở tiệm cầm đồ thiên đạo. Lá gan cũng lớn thật đó. Nhìn thấy Diệp Huyên trực tiếp động thủ, Thánh Thiên kia cũng sững sờ. Hắn ta không ưa Diệp Huyên, nhưng, hắn ta quả thực chưa từng nghĩ sẽ động thủ ở trong tiệm cầm đồ thiên đạo này. Nơi này là địa bàn của tiểu đạo. Động thủ ở nơi này, đó không phải là tìm đường chết sao? Hơn nữa, điều khiến hắn ta có chút kinh ngạc là, thứ mà Diệp Huyên lấy ra là thứ đồ chơi gì? Hắn ta đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Nguyên Nhất ở một bên cũng ngây người, tiểu hữu Diệp Huyên này cũng quá nóng nảy rồi. Một lời không vừa ý liền muốn đánh. Lúc này, ở trong ngục tối vô biên đã có rất nhiều cường giả vây lại. Trong đó, Diêm Đế và Tống Thành của Diêm Điện kia cũng đã xuất hiện ở bên ngoài tiệm cầm đồ. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, mí mắt hai người khẽ giật, năm đó tên này muốn liều mạng với Diêm Điện bọn họ. Ai lại đụng phải tên nhóc này rồi? Hai người nhìn về phía Thánh Thiên kia, vẻ mặt thương hại. Bọn họ biết, Diệp Huyên này không chỉ có mối quan hệ không tầm thường với tiểu đạo, mà quan trọng hơn là, phía sau hắn còn có một vị A-La. Lúc biết tiểu phản kia chính là bất bại A-La, Diêm Đế lúc đó đã bị dọa sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bất bại A-La, đây chính là một vị cường giả siêu cấp. Loại người này muốn diệt Diêm Điện, thì e chỉ là chuyện của mấy nhát kiếm. Mà quan trọng nhất là, phía sau Diệp Huyên còn có một cô gái váy trắng. Năm đó cô gái đó đã tuyên bố muốn diệt ngục tối vô biên này. Trong tiệm cầm đồ, lúc Diệp Huyên đang muốn triệt để thúc giục bút thiên đạo kia, Thánh Thiên kia liền trầm giọng nói, ngươi làm gì thế? Diệp Huyên nhe răng cười, lão tử giết chết ngươi. Dứt lời, huyền khí của hắn điên cuồng chảy vào trong bút thiên đạo. Vẻ mặt của Thánh Thiên cũng trở nên dữ tợn, đánh thì đánh. Dứt lời, tay phải của hắn ta từ từ nắm lại. Một bên, Nguyên Nhất kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu hữu, cần giúp đỡ không? Diệp Huyên đáp, cần. Nguyên Nhất ngây người, cái tên này cũng không khách khí một chút gì cả. Không nghĩ nhiều, Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyên, tay phải của ông nắm chặt lại, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên hội tụ từ giữa không trung của tiệm cầm đồ thiên đạo. Chính vào lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ bên ngoài cửa. Mọi người nhất loạt nhìn về phía nơi phát ra tiếng bước chân đó, người đến, chính là tiểu đạo. Nhìn thấy tiểu đạo, đám người đang có mặt kia ngay lập tức lộ ra biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên Nhất do dự một chút, rồi buông tay, ông khẽ thi lễ với tiểu đạo. Thánh Thiên kia cũng nhanh chóng buông tay, sau đó cung kính hành một lễ với tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo không quan tâm đến Thánh Thiên, nàng ta bước đến trước mặt Diệp Huyên vẫn đang thúc giục bút thiên đạo, Diệp Huyên cười ngượng ngùng, ta không biết làm sao để dừng cái này lại. Tiểu đạo tiện tay hất nhẹ một cái, bút thiên đạo kia ngay lập tức yên tĩnh lại. Tiểu đạo quay đầu lại nhìn về phía Thánh Thiên kia, Thánh Thiên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, là thiếu niên này ức hiếp người quá đáng, ta.
Tiểu đạo đột nhiên phẫn nộ quát, quỳ xuống. Ầm. Một luồng sức mạnh to lớn trong nháy mắt bao phủ lấy người thánh thiên kia. Phù phù. Trước ánh mắt của mọi người, hai chân của thánh thiên kia bị uốn cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, hiện trường bỗng yên tĩnh trở lại. Tiểu đạo tức giận rồi. Tiểu đạo nhìn thánh thiên kia, thánh thiên lúc này đã bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, căn bản không có cách nào động đậy. Thánh thiên thời khắc này, đã sợ hãi đến cực điểm. Hắn ta vẫn chưa biết thực lực thực sự của tiểu đạo, nhưng hiện giờ, hắn ta đã biết rồi. Đây tuyệt đối không phải là người mà hắn ta có thể đối đầu. Hiện giờ hắn ta đã hiểu tại sao năm đó tiên tổ của mình lại phải chạy đến đây cầu cứu tiểu đạo. Người con gái này, quả thực rất mạnh. Mí mắt của Diệp Huyên đang ở một bên cũng khẽ giật, thực lực của tiểu đạo này có chút khủng bố mà. Thực lực của thánh thiên tuyệt đối không thấp hơn người đàn ông áo trắng kia, nhưng ở trước mặt tiểu đạo này, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Lúc này, giọng của tầng 9 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, cái thế giới này bị làm sao ý? Tại sao người có thực lực lớn mạnh không nói đạo lý đều là phụ nữ? Mà hết lần này đến lần khác đều là đám phụ nữ có quan hệ với ngươi. Diệp Huyên, tiểu đạo bước đến trước mặt thánh thiên kia, nàng ta nhìn xuống thánh thiên, người uy phong thật đấy, dám ở chỗ này của ta động thủ. Giọng của thánh thiên run run, tại hạ không dám mạo phạm tiểu đạo cô nương, là thiếu niên kia động thủ trước. Hai mắt tiểu đạo khẽ híp lại, hắn động thủ thì ngươi liền động thủ. Ngươi giống hắn sao? Ở ngoài cửa, Diêm Đế kia đột nhiên nói, câu nói này là trọng điểm, khoanh lại đi, nhớ cho kỹ. Tống Thành ở bên cạnh hắn ta gật đầu. Đã rõ. Trong tiệm cầm đồ, Nguyên Nhất kia cũng không nhìn được nhìn Diệp Huyên một cái, mối quan hệ này không bình thường mà. Lúc nghe thấy lời này của tiểu đạo, thánh thiên đó cùng sững sờ. Diệp Huyên động thủ thì không sao, mình động thủ thì có chuyện. Tiểu đạo lạnh lùng nhìn thánh thiên một cái, ra ngoài cửa quỳ, đừng có làm bẩn chỗ của ta. Dứt lời, thánh thiên kia ngay lập tức xuất hiện ở ngoài cửa, vẫn là ở tư thế quỳ, hắn ta muốn phản kháng, nhưng vốn không thể phản kháng. Tiểu đạo nhìn đám người ngoài cửa một cái, xem hay lắm sao. Nghe vậy, đám đông nhanh chóng lui đi. Nói đùa, người con gái này đang tức giận, ai dám dây vào chứ? Chẳng mấy chốc. Phía bên ngoài tiệm cầm đồ lại khôi phục vẻ an tĩnh vốn có. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo bước đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên cười ngượng ngùng cô về rồi. Mặt tiểu đạo không cảm xúc. Diệp Huyên nhanh chóng nói, chắc là cô đói rồi, ta đi nấu cơm cho cô. Dứt lời, hắn xoay người đi nấu cơm. Hắn có thể cảm nhận được tiểu đạo đang tức giận, hiện giờ đừng có dây vào thì tốt hơn. Tiểu đạo bước đến một bên ngồi xuống. Nguyên Nhất kia vội vàng cung kính nói, tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo khẽ nói, tới làm gì? Nguyên Nhất do dự một chút rồi nói, hay là, hôm khác ta lại tới. Tiểu đạo lúc này, rõ ràng là đang tức giận, ông không dám bàn chuyện. Tiểu đạo nhìn Nguyên Nhất một cái, nói. Nguyên Nhất gật đầu, tiểu đạo cô nương, là như này, linh mạch cuối cùng của Thái Thượng giới ta đã cạn kiệt, Thái Nhất Tông ta muốn tìm tiểu đạo cô nương để đổi một linh mạch khác. Tiểu đạo nhàn nhạt nói, muốn loại gì? Nguyên Nhất nói, đế phẩm. Tiểu đạo nhìn về phía Nguyên Nhất, không nói gì. Nguyên Nhất đương nhiên hiểu ý, ông xòe lòng bàn tay ra, trong tay ông xuất hiện một ấn nhỏ to bằng lòng bàn tay, ông đưa ấn đó cho tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn một cái, rồi nói, chỉ bảo thái thượng ấn của Thái Nhất Tông. Nguyên Nhất gật đầu, phải. Tiểu đạo nhàn nhạt nói, không tiếc. Nguyên Nhất lắc đầu, nếu như không có linh mạch. Linh khí của Thái Thượng giới sẽ khô kiệt, so với cái này, Thái Thượng ấn đương nhiên không quan trọng bằng rồi. Tiểu đạo lắc đầu, ông có biết vì sao linh khí của Thái Thượng giới các ông biến mất nhanh như vậy không? Nguyên Nhất vội vàng cung kính thi lễ, mong tiểu đạo cô nương giải thích nghi hoặc. Đây mới là mục đích thực sự mà ông đến đây. Linh khí của Thái Thượng giới biến mất quá nhanh, nhanh đến một cách bất thường, thế nhưng Thái Thượng giới vẫn mãi không tìm ra được nguyên nhân. Tiểu đạo lại trầm mặc, không nói gì. Nguyên Nhất cười khổ, tiểu đạo cô nương, Thái Nhất Tông ta đã không còn vật gì đáng tiền nữa rồi. Tiểu đạo lắc đầu, ta không có làm từ thiện, ta. Lúc này, Diệp Huyên ở cách đó không xa đột nhiên nói, ta cho ông tử khí.
Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyên, người muốn giúp. Diệp Huyên cười nói, con người của Nguyên Nhất tiền bối rất tốt. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên một cái, rồi trầm mặc, sau đó nhìn về phía Thánh Thiên đang quỳ ở phía ngoài cửa kia, lắc đầu, đồ ngốc. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Nguyên Nhất, ở Thái Thượng giới các ông có một con phệ linh thiên thú, con thú này chuyên nuốt linh khí, mà sở dĩ các ông không phát hiện ra được nó, là bởi vì nó có thể dùng linh khí để ẩn mình. Phệ linh thiên thú. Nguyên Nhất kia sững sờ, rồi cung kính thi lễ với tiểu đạo, đa tạ tiểu đạo cô nương. Nói đoạn, như thể ông nhớ đến điều gì đó, lại cung tay làm lễ với Diệp Huyên ở đằng xa kia, đa tạ tiểu hữu. Diệp Huyên cười một cái, sau đó tiếp tục nấu cơm. Tiểu đạo lại nói, phệ linh thiên thú đó là thiện linh, mặc dù đã nuốt nhiều linh khí của các ông như vậy, nhưng tốt nhất các ông đừng làm tổn thương nó, bằng không, sẽ gánh phải ác quả không tốt. Nguyên Nhất gật đầu, đã hiểu. Chỉ là, nếu như nó vẫn luôn ẩn mình, bọn ta phải làm thế nào để tìm ra nó? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu đạo suy nghĩ một chút, rồi nhìn về Diệp Huyên cách đó không xa, có hứng thú đi tìm con phệ linh thiên thú đó không? Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta. Tiểu đạo gật đầu. Diệp Huyên do dự một chút rồi nói, nếu như tìm được, thì thuộc về ai? Nguyên Nhất ở một bên liền lên tiếng, nếu như tiểu hữu tìm được, thì phệ linh thiên thú đó là của tiểu hữu. Tiểu đạo cũng khẽ mỉm cười, nếu như ngươi tìm được, thì con thú đó thuộc về ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, phệ linh thiên thú đó chính là một thứ tốt, nếu như ngươi tìm được, sẽ có lợi ích bất ngờ. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, phệ linh thiên thú gì đó lợi hại không? Tiểu đạo gật đầu, thực lực không tồi, thế nào, có hứng thú không? Diệp Huyên không do dự nữa, hắn gật đầu có. Kỳ thực, phệ linh thiên thú gì đó, hắn không hề quan tâm, mà thứ hắn quan tâm là kết giao với Nguyên Nhất này. Thái Nhất Tông này không phải là thế lực bình thường gì, nếu như có thể kết giao, đương nhiên là chuyện tốt. Nghe được lời này của Diệp Huyên, Nguyên Nhất lại một lần nữa cung tay làm lễ với Diệp Huyên, tiểu hữu, đa tạ. Diệp Huyên cười đáp, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng ta không dám đảm bảo là mình có thể tìm thấy. Nguyên Nhất cười đáp, bất kể có thể tìm thấy hay không, mối ân tình này của tiểu hữu, Thái Nhất Tông ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Tiểu đạo đột nhiên nói, ăn cơm trước đã rồi hẵng đi. Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, rồi nói, được. Một lúc sau, Diệp Huyên bày ra một bàn thức ăn, tiểu đạo không hề khách khí, ngay lập tức bắt đầu ăn, Diệp Huyên cũng không khách khí, hắn cũng ngồi xuống ăn. Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn về phía Nguyên Nhất tiền bối, người cũng tới ăn đi. Nguyên Nhất nhìn tiểu đạo một cái, rồi lắc đầu, không, không, ta đã ăn rồi. Diệp Huyên hỏi, không ăn thật sao? Nguyên Nhất lại lắc đầu, không, không, không ăn, tiểu hữu cứ ăn đi. Diệp Huyên gật đầu, được, thế ta ăn trước đây. Dứt lời, hắn gắp một miếng thịt nạc bỏ vào trong bát của tiểu đạo, thử cái này đi. Hôm nay ta đã dùng cách khác để nấu đó, xem thử xem mùi vị thế nào. Tiểu đạo cũng chẳng từ chối, nàng ta gắp miếng thịt nạc đó lên nếm thử, một lúc sau, mới gật đầu, mùi vị cũng được. Diệp Huyên cười nói, lần sau ta lại đổi cách nấu khác. Tiểu đạo gật đầu, được. Nguyên Nhất ở một bên nhìn hai người Diệp Huyên và tiểu đạo, khẽ cúi đầu. Đây nào phải là bằng hữu, đây rõ ràng là tình nhân mà. Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyên một cái, tiểu hữu này không hề đơn giản mà. Mà Thánh Thiên đang quỳ ở ngoài cửa kia lúc này coi như đã hiểu bản thân đã ngu xuẩn đến nhường nào. Mối quan hệ giữa Diệp Huyên này và tiểu đạo hiển nhiên là không bình thường, chẳng trách vừa nãy tiểu đạo nói, bản thân với Diệp Huyên giống nhau sao. Mình thật là ngu xuẩn quá đi mà. Sau khi ăn xong, tiểu đạo xòe tay ra, một quả to bằng nắm đấm xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng đưa quả đó ra trước mặt Diệp Huyên, quả này có thể hấp dẫn phệ linh thiên thú ra ngoài. Diệp Huyên cất quả đó đi, tiểu đạo cô nương, cô có đi với bọn ta không? Tiểu đạo lắc đầu, ta không đi đâu, ngươi mau trở về đi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đến một nơi. Diệp Huyên hỏi, đi đâu vậy? Tiểu đạo nhẹ giọng đáp, đến lúc ấy sẽ biết, bây giờ hỏi làm gì? Diệp Huyên mỉm cười rồi nói, được. Nói xong hắn nhìn về phía Nguyên Nhất, tiền bối, chúng ta đi thôi.
Nguyên Nhất gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Còn Thánh Thiên kia vẫn luôn quỳ ở ngoài cửa. Tiểu Đạo liếc nhìn Thánh Thiên một cái sau đó đi ra sau quầy, nàng ta nằm bò trên quầy, chỉ chốc lát sau đã ngủ ngáy khò khò. Thánh Liêm trong tiệm cầm đồ cũng không dám cầu xin. Không ai có thể cầu xin được Tiểu Đạo trừ Diệp Huyên kia. Mà bản thân Thánh tộc cũng đắc tội nặng với Diệp Huyên. Tự mình tạo nghiệp mà. Thánh Liêm thấp giọng thở dài. Ngoài cửa, Thánh Thiên cứ quỳ như vậy, không dám có lấy một câu oán hận nào. Chấm. Diệp Huyên và Nguyên Nhất đến trước một truyền tống trận, Nguyên Nhất chỉ vào truyền tống trận đó cười nói, Tiểu Hữu, đây là truyền tống trận thông với thái thượng giới của ta. Diệp Huyên bỗng nói, tiền bối, ngục tối vô biên này là ai xây dựng vậy? Nguyên Nhất lắc đầu, cái này ta không biết, có điều chắc là Tiểu Đạo cô nương biết đấy. Diệp Huyên gật đầu, đến lúc đó ta hỏi nàng ấy vậy, chỉ không biết nàng ấy có thu phí không nữa. Nghe thấy thế Nguyên Nhất bật cười thành tiếng, chắc là có thu rồi. Diệp Huyên cười một tiếng, đi thôi. Rất nhanh chóng, hai người đã biến mất trong truyền tống trận. Chấm. Diêm Điện. Một ngày này, có một người đàn ông áo đen đến Diêm Điện. Trong đại điện, Diêm Đế nhìn người đàn ông áo đen, có chuyện gì? Người đàn ông áo đen hơi hành lễ, Diêm Đế, thiếu niên kia vẫn còn sống. Diêm Đế mặt không cảm xúc, rồi sao? Người đàn ông áo đen trầm giọng nói, các hạ, ban đầu ngươi thu lợi ở chỗ chúng ta đã đồng ý với bọn ta sẽ giải quyết tên Diệp Huyên kia. Diêm Đế lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông áo đen, giải quyết Diệp Huyên. Ban đầu các ngươi đâu có nói với ta, bên cạnh hắn còn có một cô bé nữa. Người đàn ông áo đen im lặng một lát sau đó nói, bọn ta không bảo ngươi giải quyết cô bé kia, chỉ bảo các ngươi giết Diệp Huyên. Diêm Đế nheo mắt lại, các ngươi đang gài ta. Người đàn ông áo đen nhẹ giọng nói, các hạ muốn đổi ý à? Diêm Đế đột nhiên cười nói, sao thế, đám người hộ đạo như các ngươi muốn uy hiếp cả ta hay sao? Người đàn ông áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Đế, ngươi biết thân phận của bọn ta. Diêm Đế lạnh nhạt đáp, ta biết. Người đàn ông áo đen im lặng một lát sau đó nói, nếu như các hạ không giết Diệp Huyên, vậy vật đó trả lại cho bọn ta đi. Trả cho các ngươi. Lúc này, Tống Thành ở bên cạnh bỗng cười lạnh nói, các hạ, bọn ta vì tên Diệp Huyên kia mà tổn thất bao nhiêu người, bây giờ ngươi lại bảo chúng ta trả lại cho các ngươi, thế tổn thất của bọn ta, ai đến trả hả? Người đàn ông áo đen đáp, là Diệp Huyên giết người của các ngươi, đâu có phải bọn ta. Tống Thành còn muốn nói gì đó, Diêm Đế lại bất ngờ giơ tay điểm một cái hộp màu đen thẫm rơi xuống trước mặt người đàn ông áo đen kia, đi đi. Người đàn ông áo đen cất cái hộp, xoay người bỏ đi. Sau khi người đàn ông áo đen rời đi, Tống Thành nhìn về phía Diêm Đế, tại sao thế điện chủ? Diêm Đế lắc đầu, không nên chọc vào những người này. Tống Thành trầm giọng nói, đám người hộ đạo này rất lợi hại à. Diêm Đế gật đầu, một thế lực rất phiền phức. Diêm Điện ta thật sự không cần phải cuốn vào trong cuộc tranh đấu giữa bọn họ. Nhưng mà điều ta nghĩ mãi không ra là chắc hẳn bọn họ đã điều tra Diệp Huyên rồi, tại sao còn phải nhắm vào hắn ta như vậy? Lẽ nào thật sự cứng đầu sao? Tống Thành trầm giọng nói, hoặc là bọn họ cứng đầu, hoặc là bọn họ đã nắm đằng chuôi. Diêm Đế khẽ gật đầu, bất kể ra sao, chúng ta đừng quan tâm chuyện của bọn họ là tốt nhất, đặc biệt là Diệp Huyên. Sau lưng người này không chỉ có A-La còn có Tiểu Đạo cô nương. Hơn nữa còn có cô gái váy trắng kia, người này không thể dây vào đâu. Vừa nói, ông ta vừa nhìn về phía Tống Thành, người quỳ bên ngoài cửa nhà Tiểu Đạo cô nương, người đã tra rõ ràng lai lịch của hắn ta chưa? Tống Thành gật đầu, đã điều tra rồi. Người đó tên là Thánh Thiên, là tộc trưởng Thánh tộc. Trong Thánh tộc có phong ấn một ác ma ấy đã sắp phá vỡ phong ấn. Bọn họ phái người đi cầu xin Tiểu Đạo cô nương giúp đỡ. Tiểu Đạo cô nương đã phái Diệp Huyên qua đó. Nhưng hình như Diệp Huyên ở Thánh tộc bị ức hiếp, trước đó hắn còn một thân vương đầy máu chạy về. Sau đó Tiểu Đạo cô nương đi cùng hắn đến Thánh tộc một chuyến, không biết đã xảy ra chuyện gì, tóm lại lúc trở về Tiểu Đạo cô nương rất tức giận. Diêm Đế lắc đầu cười một tiếng, bọn ngu xuẩn này lại dám đắc tội với người mà Tiểu Đạo cô nương phái đi. Còn nữa, hắn ta lại dám ra tay với Diệp Huyên kia ở trong tiệm cầm đồ. Không phải hắn ta muốn chết hay sao? Ta rất tò mò,
sao mà hắn ta có thể làm được tộc trưởng thánh tộc vậy chứ? Tống Thành trầm giọng đáp, bất kể thế nào, hiện tại tuyệt đối không thể chọc vào Diệp Huyên này được. Diêm đế gật đầu, với cả ngươi cứ quan sát động tĩnh của hắn ta bất kỳ lúc nào. Khi cần thiết chúng ta có thể ra tay giúp đỡ một chút, cứ coi như kết duyên lành. Tống Thành khẽ gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Trên một đám mây nào đó, một người đàn ông áo trắng đang ngồi xếp bằng trong tầng mây, trước mặt người này là Nguyên Thiên và Trần Độc Cô. Qua hồi lâu, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông áo trắng không xa. Người áo đen hơi hành lễ rồi nói, vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Người đàn ông áo trắng mở mắt ra nhìn về phía người áo đen, vẫn còn sống. Người áo đen hơi gật đầu, vâng, hơn nữa hình như còn trở nên mạnh hơn. Người đàn ông áo trắng lắc đầu cười một tiếng, thật lợi hại. Trong tình huống đó mà hắn cũng có thể sống sót thoát khỏi đường chết. Người áo đen hạ giọng đáp, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Người đàn ông áo trắng cười nói, cứ theo dõi đã. Người áo đen hơi gật đầu sau đó xoay người rời đi. Lúc này Nguyên Thiên kia bỗng nói, hắn lại trở nên mạnh hơn. Người đàn ông áo trắng cười đáp, sao thế, sợ à? Nguyên Thiên gật đầu, vâng. Đối với yêu nghiệt Diệp Huyên này, hắn ta thật sự sợ hãi. Cuộc đời người này thật sự giống như đang ăn gian vậy. Người đàn ông áo trắng mỉm cười rồi nói, sợ cũng là điều bình thường, ta cũng cực kỳ kiêng dè. Nguyên Thiên hạ giọng đáp, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Người đàn ông áo trắng nhìn về phía Trần Độc Cô, Trần Tông Chủ thấy sao? Trần Độc Cô lắc đầu, bất kể ra sao, ta cũng đề nghị phải nhanh chóng diệt trừ người này. Nếu như để hắn đánh thức kẻ thứ 9, khi ấy sẽ cực kỳ phiền phức. Thứ 9. Đối với người đàn bà này, hắn ta mới thực sự kiêng dè nhất. Người phụ nữ này mạnh mẽ không gì tả nổi. Người đàn ông áo trắng mỉm cười sau đó đứng dậy, xem ra muốn giết chết người này vẫn phải bỏ ra cái giá cao một chút mới được. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn ta quay đầu lại nhìn hai người Trần Độc Cô, đừng có để mắt tới Phủ Văn Tông và Thư viện Vạn Duy, như thế chẳng có chút ý nghĩa gì đâu. Nguyên Thiên thấp giọng đáp, chúng ta có thể lấy Thư viện Vạn Duy và Phủ Văn Tông ra uy hiếp hắn mà. Người đàn ông áo trắng lắc đầu, các ngươi làm vậy sẽ chỉ chọc giận hắn, khiến hắn không tiếc bất cứ giá nào đổ máu với chúng ta thôi. Nguyên Thiên khẽ nhíu mày, hắn ta đang muốn nói gì, người đàn ông áo trắng lại tiếp tục, hai người các ngươi nếu không muốn đi theo ta vậy thì cứ rời đi đi. Các ngươi muốn làm gì tùy các ngươi. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất ở chân trời phía xa xa. Nơi phương xa. Nguyên Thiên yên lặng một lát sau đó lạnh lùng nói, Trần Huynh, ngươi tính thế nào? Trần Độc Cô lạnh nhạt nói, không tính toán gì. Trần Độc Cô hạ giọng nói, người này quá thần bí, nếu như chúng ta theo dõi hắn e là không có kết cục tốt. Trần Độc Cô nhìn Nguyên Thiên một cái rồi nói, quay về tìm các trưởng bối phệ linh tộc bàn bạc kỹ càng chút đi. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Tại chỗ, Nguyên Thiên yên lặng một lát sau đó cùng xoay người rời đi. Thái thượng giới. Diệp Huyên đi theo Nguyên Nhất sau khi đến thái thượng giới hắn phát hiện ra linh khí ở nơi này rất mỏng manh, đã không thích hợp cho người tu luyện ở lại. Nguyên Nhất nhẹ giọng nói, cũng may có tiểu đạo cô nương sẵn lòng giúp đỡ, nếu không thái nhất tông của ta không thể nào sống được ở đây nữa. Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi nói, tiền bối, thái nhất tông vẫn luôn ở đây à? Nguyên Nhất gật đầu, đúng vậy, ban đầu sau khi các tổ sư tránh được ngũ duy kiếp. Chúng ta vẫn luôn sinh sống ở đây. Đương nhiên chúng ta cũng vẫn luôn quan tâm chú ý đến thế giới bên ngoài. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiền bối, bây giờ chúng ta đi tìm phệ linh thiên thú à? Nguyên Nhất mỉm cười, không vội, tiểu hữu đi theo ta. Nói xong ông ta dẫn Diệp Huyên đi về phía xa xa. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyên nhìn thấy một ngọn núi cao ngất ẩn trong mây. Phần đỉnh ngọn núi khuất trong đám mây. Mà trong tầng mây đó có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa đại điện cổ kính. Nguyên Nhất chỉ vào tòa đại điện đó, nói Thái Nhất Điện, là chính điện của Thái Nhất Tông ta, tiểu hữu cứ đi theo ta. Nói xong tay phải ông ta vung lên, cùng với Diệp Huyên biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện lần nữa, bọn họ đã đứng trước Thái Nhất Điện. Không thể không nói, Thái Nhất Điện này rất có khí thế,
đại điện không hề nguy nga lộng lẫy nhưng lại lộ ra một hơi thở cổ kính. Đây là nơi đã trải qua sự gột rửa của năm tháng. Lúc này hai vị lão giả cũng xuất hiện trước mặt Nguyên Nhất và Diệp Huyên. Nguyên Nhất cười nói, tiểu hữu, hai vị đây là trưởng lão của Thái Nhất Tông, Lâm Tú và Lý Thanh. Diệp Huyên ôm quyền nhìn hai người, chào hai vị tiền bối. Hải vị lão giả nhìn về phía Nguyên Nhất nói, vị Diệp Huyên này là bạn của tiểu đạo cô nương, bạn thân. Lần này đến đây là để giúp đỡ Thái Nhất Tông chúng ta. Bạn của tiểu đạo. Nghe thấy câu này, Lâm Tú và Lý Thanh kia vội vàng đáp lễ. Nguyên Nhất nói, tiểu hữu, mời ngươi đi theo ta một chuyến đến kho báu của Thái Nhất Tông. Kho báu. Diệp Huyên chớp mắt, ý của tiền bối là gì? Nguyên Nhất thấp giọng nói, lần này nếu không phải có tiểu hữu giúp đỡ, e là tiểu đạo cô nương cũng sẽ không giúp đỡ Thái Nhất Tông của ta. Vì để cảm ơn tiểu hữu, Thái Nhất Tông ta. Diệp Huyên bất ngờ phất tay, Nguyên Nhất tiền bối, ông nhầm rồi. Nguyên Nhất nhìn sang Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta giúp ông là cảm thấy con người ông rất tốt chứ không phải có ý đồ gì với Thái Nhất Tông. Nói thật lòng, thế gian này không có mấy bảo vật có thể khiến ta xem trọng. Ta đến hỗ trợ chỉ đơn thuần là đến giúp đỡ, kết một đoạn duyên lành với mọi người mà thôi. Kết duyên lành. Sở dĩ lần này Diệp Huyên giúp đỡ Nguyên Nhất, theo như lời hắn nói là để kết thêm một chút duyên lành. Thời thế hiện giờ, kết giao thêm bạn bè chắc chắn là đúng, đặc biệt là Thái Nhất Tông còn mạnh như vậy. Đương nhiên chủ yếu là vì con người Nguyên Nhất cũng rất tốt, nếu đổi lại thành Thánh Thiên, hắn mới không hứng thú. Nghe thấy Diệp Huyên nói vậy, Nguyên Nhất im lặng một hồi. Sao mà ông không hiểu được ý của Diệp Huyên? Đối với Thái Nhất Tông mà nói, nếu như có thể kết giao với Diệp Huyên vậy thì lợi đủ đường. Là chuyện tốt. Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyên, ôm quyền nói, Diệp tiểu hữu, ngươi là kiếm tu, là một người rất thẳng thắn, vậy ta cũng không nói vòng vo nữa. N tình hôm nay Thái Nhất Tông ta khắc ghi trong lòng. Sau này tiểu hữu nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói một tiếng là được. Diệp Huyên cười nói, tiền bối khách sáo quá, chúng ta trực tiếp đi tìm Phệ Linh Thiên Thú kia đi. Nguyên Nhất gật đầu, chắc hẳn con thú này có thực lực rất mạnh, đợi ta chuẩn bị một chút. Nói xong ông quay đầu nhìn về phía Lâm Tú và Lý Thanh, gọi cường giả tông môn tới đây hết đi. Hai người gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nguyên Nhất nhìn sang Diệp Huyên, tiểu hữu, lát nữa có lẽ sẽ là một trận ác chiến. Diệp Huyên cười nói, có các vị tiền bối ở đây, kiểu gì cũng không đến lượt ta phải động tay. Nguyên Nhất mỉm cười, cho dù ra sao thì lát nữa tiểu hữu cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu. Rất nhanh chóng, bốn phía Thái Nhất Điện bỗng xuất hiện rất nhiều khí tức cường đại. Cảm nhận được điều này, vẻ mặt của Diệp Huyên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hắn vẫn xem nhẹ thực lực của Thái Nhất Tông. Những cường giả này của Thái Nhất Tông, quả thực bỏ xa mấy kẻ ở Phệ Linh tộc. Thực lực của những thế lực cổ xưa này thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này bốn lão giả bất ngờ xuất hiện đằng sau Diệp Huyên. Khí tức của bốn vị lão giả tựa sao trời cuồn cuộn, sâu không lường được. Diệp Huyên phát hiện bốn người này, ai nấy đều có thực lực không hề thua kém người đàn ông áo trắng kia. Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu hữu, bốn người bọn họ là Thái Thượng trưởng lão của Thái Nhất Tông ta. Hôm nay bọn họ sẽ phụ trách sự an toàn của tiểu hữu. Diệp Huyên nghĩ ngợi một chút sau đó gật đầu, vậy đa tạ. Nói xong hắn lấy ra viên linh quả mà tiểu đạo đưa cho hắn. Chỉ trong khoảnh khắc linh quả xuất hiện, một mùi hương thanh mát nhất thời lan ra khắp trời đất. Xung quanh, cường giả Thái Nhất Tông đồng loại trở nên đề phòng. Cứ như vậy, khoảng chừng 15 phút sau, linh khí xung quanh bỗng bắt đầu dao động từng đợt. Thấy vậy, đôi mắt Nguyên Nhất hơi híp lại, trong mắt có một tia ngưng trọng. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa đột nhiên rung động. Rất nhanh chóng, linh khí xung quanh đột nhiên bắt đầu biến mất. Đến rồi. Ở giữa sân, mọi người vẫn sức chờ phát động, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Lúc này Diệp Huyên bỗng lên tiếng, tiền bối, đợi lát nếu như nó không ra tay thì chúng ta cũng đừng ra tay, cố gắng làm sao đừng tổn thương đến loại linh này. Nguyên Nhất gật đầu, đương nhiên rồi. Tiểu đạo đã nói với hắn rồi, đây là thiện linh. Nếu có thể không gây thương tích thì cố gắng hết sức đừng làm bị thương. Đúng lúc này,
một đám khí trắng đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Diệp Huyên nhìn đám khí trắng kia, lúc này giọng nói thì thầm của tiểu đạo truyền ra từ trong khí trắng kia, loài người, các ngươi đang dụ dỗ ta xuất hiện. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Thiện linh này rất thông minh. Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyên nói, để ta đàm phán với nó. Nguyên Nhất gật đầu. Diệp Huyên nhìn về phía đám khí trắng, các hạ, chúng ta không hề có ác ý nhằm vào ngươi. Thiện linh kia hừ lạnh một tiếng, không có ác ý. Ngươi xem xung quanh bao nhiêu con người như vậy, các ngươi đang chuẩn bị ra tay với ta. Diệp Huyên cười nói, bọn họ chỉ là sợ ngươi cho nên mới như vậy. Có điều ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không ra tay đâu. Thiện linh nói, loài người, quả trong tay ngươi từ đâu mà có. Diệp Huyên nhìn quả trong tay sau đó cười nói, một người bạn tặng cho, ngươi thích à? Thiện linh nói thích, nhưng ta sẽ không thèm. Loài người các ngươi đều rất xấu xa, ai biết có bị hạ độc vào đó hay không? Hạ độc, mọi người. Diệp Huyên mỉm cười sau đó hắn gọi Tiểu Linh Nhi ra ngoài, đưa quả cho Tiểu Linh Nhi, đôi mắt Tiểu Linh Nhi tức khắc sáng bừng lên. Diệp Huyên cười nói, hai người các ngươi mỗi linh một nửa, có được không? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua phía chân trời, nàng ta sao? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, sau đó nói, được. Nói xong cô bé tách linh quả làm hai rồi bay đến trước mặt đám khí trắng kia, đưa một nửa linh quả cho Thiện Linh, cho ngươi này. Thiện Linh, ở giữa sân, đám người Nguyên Nhất ai nấy đều dõi mắt nhìn theo Tiểu Linh Nhi. Giờ phút này, trong lòng Nguyên Nhất hơi khiếp sợ. Ông không ngờ rằng bên cạnh Diệp Huyên này cũng có một vị thiện linh đi theo. Phía chân trời, đám khí trắng kia bỗng tan đi sau đó một cô bé xuất hiện trước mặt mọi người. Cô nhóc này toàn thân tuyết trắng, bộ dáng như hồ ly, ba đuôi, đôi mắt cực kỳ to, rất có linh khí. Thiện linh này nhìn theo Tiểu Linh Nhi, ê tại sao ngươi lại đi theo loài người thế? Tiểu Linh Nhi cắn một miếng linh quả rồi cất lời, vấn đề này phải thu phí đấy. Nghe vậy Diệp Huyên ở dưới suýt chút nữa té xỉu. Tiểu Linh Nhi này cái tốt thì không học, toàn học mấy thứ vớ vẩn. Lúc này Thiện Linh kia đột nhiên bay đến trước mặt Tiểu Linh Nhi. Cô nhóc liếc mắt đánh giá Tiểu Linh Nhi sau đó nói, hay là ngươi đi với ta đi. Tiểu Linh Nhi bĩu môi, đi theo ngươi để hít khí trời qua ngày à. Thiện Linh kia hơi tức giận, ngươi đi theo loài người rất nguy hiểm đó. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, con người anh trai rất tốt. Thiện Linh nhìn về phía Diệp Huyên bên dưới, Diệp Huyên vội vàng lộ ra nụ cười tươi rói. Thiện Linh lắc đầu, loại người chẳng ai tốt đẹp gì đâu, sau này chắc chắn hắn sẽ cắn nuốt ngươi. Tiểu Linh Nhi nhìn Thiện Linh, ngươi có ăn quả này không? Nếu mà không thì ta ăn hết đấy, ngon quá đi. Thiện Linh vội vàng nói, có ăn. Nói xong, cô bé xòe tay ra. Tiểu Linh Nhi bấm nốt một cái, nửa quả kia bay đến trước mặt Thiện Linh. Thiện Linh cắn một miếng sau đó tấm tắc nói, ngon thật nhỉ. Tiểu Linh Nhi hỏi, người có muốn đi chơi với ta không? Thiện Linh nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, đi đâu chơi? Tiểu Linh Nhi đáp, trong tháp nhỏ, ta trồng nhiều linh quả trong tháp nhỏ lắm. Bên dưới, mặt Diệp Huyên đen như đít nồi. Tiểu Linh Nhi này chắc chắn là muốn tìm người giúp đỡ. Bây giờ Tiểu Linh Nhi không chỉ trồng linh quả còn phải luyện đan, cực kỳ bận rộn. Thiện Linh do dự một chút rồi nói, đi theo loài người ư. Tiểu Linh Nhi đáp, người đi theo ta đi theo loài người, như vậy không phải là được rồi ư. Thiện Linh chớp mắt, thế không phải là đi theo loài người sao? Tiểu Linh Nhi thả tay ra, là ta đi theo loài người chứ đâu có phải ngươi đi theo loài người, khác nhau mà. Thiện Linh nghĩ ngợi một chút sau đó nhẹ giọng đáp, hình như không giống nhau thật nhỉ. Tiểu Linh Nhi gật đầu, vậy cứ quyết thế nhé. Nói xong cô bé lấy ra một que kẹo hồ lô đưa cho Thiện Linh, cho ngươi ăn này. Thiện Linh nhìn thoáng qua kẹo hồ lô, đây là món gì? Tiểu Linh Nhi nói, kẹo hồ lô, người bình thường ta không cho đâu. Thiện Linh do dự một chút sau đó nhận lấy kẹo hồ lô. Cô bé mút thử, hơi chua hơi ngọt, miễn cưỡng coi như tạm tạm. Vì thế cô bé lại mút thêm, hình như cũng không tệ. Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên tóm lấy Thiện Linh, đi thôi, chúng ta vào trong tháp chơi. Thiện Linh nói, ta còn chưa đồng ý với ngươi mà. Tiểu Linh Nhi nói, không sao, cứ đi vào chơi trước đã,
đến lúc đó ngươi cứ từ từ cân nhắc. Cứ như vậy, thiện linh kia bị tiểu linh nhi kéo vào trong tháp. Giải quyết được rồi ư. Phía dưới, mọi người đều ngây ra như phỗng. Vốn dĩ còn chuẩn bị rầm rộ lắm, cứ như vậy là giải quyết xong à. Nguyên Nhất nhìn sang Diệp Huyên, lúc này ông coi như hiểu tại sao tiểu đạo lại để cho Diệp Huyên đến đây. Diệp Huyên cũng có chút sở khóc sở cười, hắn cũng không ngờ chuyện này lại giải quyết chóng vánh như vậy. Có điều cũng may mắn nhờ có tiểu linh nhi. Hắn rõ ràng cảm nhận được thiện linh kia rất không thân thiện với loài người. Có điều thiện linh đó lại vô cùng yêu mến tiểu linh nhi, không có một chút lòng phòng bị nào. Lúc này, tầng 9 bất ngờ lên tiếng, tiểu linh nhi cũng học thói lừa gạt người ta giống như ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, Nguyên Nhất chợt cất lời, cảm ơn tiểu hữu. Diệp Huyên thu hồi dòng suy nghĩ, nhìn về phía Nguyên Nhất, mỉm cười nói, ông xem, ta cũng đâu có bỏ công sức gì. Nguyên Nhất lắc đầu, công sức người bỏ ra không hề nhỏ. Nếu như không có ngươi lên tiếng trợ giúp thì tiểu đạo cô nương sẽ không dễ dàng mở lời giúp đỡ như vậy. Nói xong, ông lấy ra một lệnh bài màu đen tuyền đưa cho Diệp Huyên, đây là Thái Nhất lệnh, bên trong có đại trận không gian. Ngày sau nếu tiểu hữu có điều gì cần giúp đỡ thì cứ sử dụng lệnh bài này là được. Diệp Huyên vừa muốn nói, Nguyên Nhất lại thêm vào, đừng từ chối, đây là tâm ý của ta. Diệp Huyên nghĩ ngợi sau đó cất lệnh bài đi, vậy đa tạ ông. Nguyên Nhất cười nói, đi, hiện tại chuyện đã giải quyết xong, Thái Nhất Tông ta chiêu đãi tiểu hữu một bữa thịnh soạn. Diệp Huyền lại lắc đầu, tiền bối, chiêu đãi thì ta xin miễn, xong chuyện ta còn phải trở về. Ông cũng biết đấy, tiểu đạo cô nương đang đợi ta, bảo muốn dẫn ta đi đến chỗ nào đó. Nguyên Nhất do dự một chút sau đó gật đầu, được, tiểu hữu, sau này có thời gian ngươi nhất định phải đến Thái Nhất Tông tụ hợp. Diệp Huyên cười nói, nhất định rồi. Nói xong, hắn ôm quyền nói với mọi người, các vị tiền bối, cáo từ. Các đại cường giả của Thái Nhất Tông cũng lần lượt đáp lễ. Nguyên Nhất cười nói, ta tiễn ngươi. Nói xong, lòng bàn tay ông mở ra sau đó nhẹ nhàng vạch ra trong không gian trước mặt Diệp Huyên. Rất nhanh chóng, không gian trước mặt hắn trực tiếp nứt ra, Diệp Huyên lại ôm quyền với mọi người rồi bước vào trong. Hắn vừa bước vào thì vết nứt không gian đó lại khép lại. Sau khi Diệp Huyên rời đi, lúc này một lão giả đứng đằng sau Nguyên Nhất bỗng lên tiếng, nghe nói người này bị người hộ đạo nhắm tới, ngoài chuyện đó ra trên người hắn còn có chí bảo, rất nhiều thế lực đều mơ ước. Lập trường chúng ta như vậy. Nguyên Nhất nhẹ giọng nói, mặc kệ người khác, nếu như hắn là người của tiểu đạo cô nương thì chúng ta sẽ đứng về phía hắn. Hơn nữa tính cách của người này không tệ, đáng để kết giao. Lão giả kia thấp giọng thở dài, ta cũng biết vậy, chỉ là sợ. Nguyên Nhất lắc đầu, thời thế hiện giờ cực kỳ hỗn loạn. Bây giờ chúng ta không đứng về bên nào, sau này nếu như gặp nạn e là quỳ xuống cầu xin người ta cũng không có ai giúp đỡ. Thánh tộc kia là ví dụ sống sờ sờ, một ván bài đẹp như vậy lại đánh ra như thế này. Lão giả suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, điều tông chủ cân nhắc cũng phải. Hiện giờ chúng ta đứng cùng phe đồng nghĩa với việc có thêm một người bạn. Còn về đám người hộ đạo kia, Thái Nhất Tông ta cần gì phải sợ hãi bọn chúng quá như vậy? Nguyên Nhất gật đầu, nếu như không thể khiêm tốn vậy chúng ta cũng không ngại nâng cao một chút. Vừa nói, ông nhìn về phía xa xa nơi Diệp Huyên biến mất, thiếu niên này rất không đơn giản, kết giao với hắn là điều đúng đắn. Diệp Huyên quay lại ngục tối vô biên, khi hắn về đến hiệu cầm đồ thiên đạo. Thánh thiên kia vẫn còn quỳ trước cửa. Diệp Huyên không để ý đến đối phương, hắn đi vào hiệu cầm đồ, trong hiệu cầm đồ chỉ có mỗi Thánh Liêm, không biết tiểu đạo đã đi đâu rồi. Thấy Diệp Huyên, Thánh Liêm vội vàng đi tới trước mặt hắn, Diệp công tử, tộc trưởng đã biết lỗi rồi, xin Diệp công tử tha thứ. Diệp Huyên lắc đầu, cô nên đi cầu xin tiểu đạo cô nương. Thánh Liêm cung kính hành lễ với Diệp Huyên, Diệp công tử. Chỉ huynh mới có thể thuyết phục tiểu đạo cô nương thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, tại sao ta phải đi thuyết phục tiểu đạo cô nương giúp tộc trưởng của các cô chứ? Thánh Liêm im lặng. Diệp Huyên lại nói, Thánh Liêm cô nương, ta không có ý muốn đối địch với thánh tộc của cô, cũng không muốn nảy sinh ân oán gì với các cô, quan trọng là chuyện này không do ta quyết định, mà là do tiểu đạo cô nương, là nàng tức giận chứ không phải ta tức giận. Cô hiểu chứ?
Về phần cô nói chỉ ta mới có thể thuyết phục tiểu đạo cô nương thì đó cũng là chuyện của ta. Ta không nợ thánh tộc các cô, không cần phải lấy quan hệ của mình ra nói giúp thánh tộc, cô thấy sao? Thánh Liêm khẽ thở dài, ta hiểu, nhưng Diệp công tử, ác ma kia sắp xuất thế rồi, nếu chúng ta... Diệp Huyên lắc đầu, ác ma xuất thế không liên quan đến ta. Ta cũng không tin mình kỳ dị như vậy, một con ác ma viễn cổ cũng sẽ rảnh rỗi đến gây chuyện với ta. Ta và hắn cũng đâu có thủ oán gì. Thánh Liêm còn muốn nói thêm, lúc này, Thánh Thiên ở ngoài cửa chợt cất lời, không cần cầu xin hắn. Thánh Liêm nhìn ra ngoài cửa, Thánh Thiên kia đột nhiên đứng lên, hắn ta nhìn bảng hiệu tiệm cầm đồ thiên đạo, sau đó nói chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Thánh Liêm hơi do dự, sau đó chắp tay với Diệp Huyên rồi rời đi theo hắn ta. Trong hiệu cầm đồ thiên đạo, Diệp Huyên nhún vai, sau đó nói, tiền bối, người có nghĩ hắn ta sẽ hận ta vì đã không giúp không? Tầng 9 đáp, tâm cảnh của người này rất tệ, chắc chắn hắn ta sẽ làm thế, ta đề nghị ngươi giết chết hắn luôn. Đương nhiên với thực lực của ngươi bây giờ, muốn giết chết hắn vẫn có hơi khó khăn. Diệp Huyên lắc đầu, tính cách này đúng là. Diệp Huyên hắn là một người hẹp hòi, nhưng hắn chưa từng cảm thấy bảo người khác giúp đỡ mình là chuyện đương nhiên. Người khác giúp mình, đó là tình nghĩa, nếu không giúp thì cũng là chuyện bình thường. Tại sao người ta nhất định phải giúp mình chứ? Lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi vào, người đó chính là Tống Thành của Diêm Điện. Thấy người này, Diệp Huyên sửng sốt, đang muốn lên tiếng thì Tống Thành vội nói, tiểu hữu, cậu có một người bạn nữ dùng thương đúng không? Người bạn nữ cầm thương. Diệp Huyên hơi nhíu mày, các hạ có ý gì? Tống Thành trầm giọng nói, phía nam xuất hiện một cô gái cầm trường thương, nói hình như là tìm cậu, nhưng nàng ta vừa đi vào đã đánh nhau với phủ đồ cổ tộc ở phía nam, bây giờ nàng ta đang rất nguy hiểm. Bạn nữ cầm thương. Diệp Huyên im lặng suy nghĩ một lát, đột nhiên hắn trợn tròn mắt, sau đó vung tay phải lên, một bức tranh xuất hiện trước mặt hắn. Cô gái trong tranh chính là Trương Văn Tú. Tống Thành nhìn bức tranh, sau đó gật đầu, chính là cô gái này. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, là bạn của ta. Không đúng, là người phụ nữ của ta. Phụ nữ của hắn. Nghe vậy, mí mắt Tống Thành hơi giật, ông ta vội vàng nói, tiểu hữu mau đi theo ta. Dứt lời, ông ta dẫn theo Diệp Huyên rời khỏi hiệu cầm đồ. Phía nam. Trong ngục tối vô biên này có rất nhiều thế lực mạnh, nhưng mạnh nhất, chỉ kể các thế lực trong thành thì có Diêm Điện, phù đồ cổ tộc cùng với Tả Linh Thiên Giáo và Thượng Cổ Chiến Điện. Mà ngoài bốn thế lực này còn có hai người không thể trêu vào. Người đầu tiên chính là Tiểu Đạo. Người phụ nữ này chính là một tồn tại đặc biệt, tuyệt đối không thể trêu vào, mà ngoài người này còn có một người nữa, đó chính là cô gái một chân bên bờ sông. Đương nhiên ở trong mắt Tống Thành còn có một người nữa, đó chính là Diệp Huyên. Người này tuyệt đối không thể trêu vào. Phía nam, Trương Văn Tú tay cầm trường thương lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh nàng ta có không ít cường giả thần bí, mà lúc này, trên người nàng ta đã có vô số vết thương, rõ ràng khi nãy vừa mới chiến đấu một trận kịch liệt. Mà lúc này sở dĩ dừng lại là vì một đại trưởng lão của Diêm Điện. Một ông lão bên phía phủ đồ cổ tộc nhìn đại trưởng lão, Hàn Lãnh huynh, chuyện này không liên quan đến Diêm Điện của huynh. Hàn Lãnh trầm giọng nói, Mạc Thiên huynh, có lẽ cô gái này có quen biết với Diệp Huyên, huynh vẫn nên đợi chúng ta xác nhận trước rồi hẳn quyết định được không? Diệp Huyên, Mạc Thiên híp mắt, trong người phụ nữ này có ma huyết thượng cổ, có tác dụng rất lớn với phủ đồ cổ tộc ta. Hàn Lãnh lạnh lùng nói, Diệp Huyên kia. Mạc Thiên ngắt lời ông ấy, nếu Diệp Huyên hắn thích phụ nữ, đến lúc đó phù đồ cổ tộc ta sẽ tặng cho hắn 100 mỹ nhân được chưa? Dù sao phù đồ cổ tộc ta cũng nhất định phải có được người này. Hàn Lãnh hơi do dự, sau đó nói, Mạc Thiên huynh, nếu cô gái này thật sự là bạn của Diệp Huyên thì vẫn phải nể mặt Diệp Huyên, huynh đừng để mắc sai lầm. Mạc Thiên híp mắt, tại sao không phải là Diệp Huyên hắn nể mặt phù đồ cổ tộc ta? Nghe vậy. Hàn Lãnh hơi nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nể mặt phù đồ cổ tộc ông. Diệp Huyên kia cần nể mặt phù đồ cổ tộc sao? Nghĩ mình là ai vậy? Không biết suy nghĩ sao? Lúc này, Mạc Thiên chợt lạnh lùng nói, Hàn Lãnh, tránh ra. Hàn Lãnh hơi chần chừ,
Mạc Thiên kia lại ra lệnh, ra tay. Ông ta vừa dứt lời, mấy cường giả của phù đồ cổ tộc ở xung quanh lập tức xông về phía Trương Văn Tú, sắc mặt Trương Văn Tú ở sau lưng hàn lãnh trở nên dữ tợn, nàng ta vung thương về phía trước. Ầm, một lực lượng mạnh mẽ lập tức lan ra từ trong mũi thương. Oanh, một vài cường giả của phù đồ cổ tộc bị ép phải dừng lại, mà lúc này, Mạc Thiên kia đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa, ông ta đã ở ngay trước mặt Trương Văn Tú, Trương Văn Tú lập tức thay đổi sắc mặt, nâng thương lên đỡ đòn. Ầm, một ánh đao màu đen chém thẳng lên trên trường thương khiến nó nứt ra. Trương Văn Tú thoáng chốc lùi xa cả trăm trượng, nàng ta vừa mới dừng lại, các cường giả của phù đồ cổ tộc đã xuất hiện trước mặt nàng ta. Ầm ầm, nơi bọn họ chiến đấu có tiếng nổ không ngừng vang lên, Trương Văn Tú bị mọi người vây công liên tục lùi về sau. Dù thực lực của Trương Văn Tú có mạnh thật, nhưng bị nhiều cường giả của phù đồ cổ tộc bao vây tấn công như thế, nàng ta hoàn toàn không thể chống lại được, trong miệng nàng ta có máu tươi không ngừng chảy ra, cả người không biết đã bị máu tươi nhuộm đỏ từ bao giờ. Oanh! Lại một tiếng nổ nữa vang lên, Trương Văn Tú lập tức lùi lại mười mấy trượng, cơ thể nàng ta đập lên vách tường lập tức sụp đổ, Trương Văn Tú thoáng chốc phun ra một ngụm máu tươi, tay phải nàng ta nắm chặt thanh trường thương bị nứt kia, huyết dịch trong người đang sôi trào. Khởi động huyết mạch. Thấy cảnh này, trong mắt Mạc Thiên lóe lên vẻ tham lam, không hổ là ma huyết thượng cổ. Dứt lời, ông ta vung tay phải lên, bắt sống người này. Nói xong, mấy cường giả của phù đồ cổ tộc bên cạnh ông ta lập tức xông lên. Trương Văn Tú ở phía xa lau đi máu tươi trên khóe miệng, nàng ta đột nhiên tung người nhảy lên, biến thành một tàn ảnh lóe lên. Giết! Tiếng hét phẫn nộ của Trương Văn Tú vang vọng khắp xung quanh, sau đó, một cường giả của phù đồ cổ tộc bị trường thương đâm xuyên cổ họng. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe từ cổ họng của tên đó. Sau khi chém chết cường giả của phù đồ cổ tộc bằng một thương, Trương Văn Tú lại vung thương quét qua, đánh lui ba cường giả đã lao tới bên cạnh mình, nhưng vai phải của nàng ta cũng bị một thanh trường thương đâm xuyên qua. Trương Văn Tú cũng không quan tâm đến nó, nàng ta xoay người đâm ra một thương. Phập! Một thương này đâm thủng bụng một cường giả của phù đồ cổ tộc. Máu tươi bắn tung tóe. Trương Văn Tú rút trường thương ra, nàng ta xoay người nhìn về phía Mạc Thiên ở cách đó không xa, quanh người nàng ta phát ra một làn khí đen kỳ lạ. Mạc Thiên không hề sợ hãi, ngược lại trong mắt ông ta còn lộ vẻ hưng phấn, đúng là ma huyết thượng cổ. Trương Văn Tú nhìn chằm chằm Mạc Thiên, lúc này, Mạc Thiên đột nhiên nói, đánh cho nàng ta tàn phế. Ông ta vừa dứt lời, mấy bóng người lập tức lao về phía Trương Văn Tú, vẻ mặt Trương Văn Tú trở nên dữ tợn, chết đi. Dứt lời, nàng ta vung trường thương lên. Ầm, một thương thế ngút trời lóe lên. Ầm, mấy tàn ảnh xông về phía Trương Văn Tú đều bị ép dừng lại, nhưng trong miệng Trương Văn Tú lại phun ra máu tươi một lần nữa. Rõ ràng bây giờ nàng ta đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Hàn Lãnh ở một bên do dự không biết có nên ra tay không, vì ông ấy không chắc quan hệ của cô gái trước mắt và Diệp Huyên là như thế nào, có thể chỉ là quan hệ vô cùng bình thường, nếu ông ấy ra tay thì đồng nghĩa với việc kết thù với phù đồ cổ tộc. Kết thù như thế cũng không phải trò đùa. Dù sao đó cũng là hai thế lực lớn, một khi kết thù sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Lúc này, Mạc Thiên kia đột nhiên lao tới, ngoài ông ta còn có mấy cường giả thần bí của phù đồ cổ tộc, Trương Văn Tú ở phía xa híp mắt lại, cũng lao ra ngoài. Ầm! Sau một tiếng nổ, một bóng người không ngừng lùi về sau, bóng người này chính là Trương Văn Tú, trong lúc lùi lại, Mạc Thiên kia đã xuất hiện trước mặt nàng ta, Trương Văn Tú tay cầm trường thương đâm về phía trước. Ầm! Thương như sấm. Mạc Thiên kia đánh một quyền lên trên trường thương. Oanh! Trường thương lập tức nổ tung, một khắc sau, ông ta duỗi tay phải về phía trước nắm lấy tay phải của Trương Văn Tú, sau đó kéo lấy. Xoẹt! Cả cánh tay phải của Trương Văn Tú lập tức bị xé xuống. Máu tươi bắn ra. Còn chưa kết thúc, Mạc Thiên lại tiến lên, đánh một quyền vào bụng Trương Văn Tú. Ầm! Trương Văn Tú lập tức bay ra xa mấy chục trượng rồi rơi xuống đất, nhưng nàng ta vẫn nhanh chóng đứng lên, có điều lúc này, nàng ta thật sự bị thương quá nặng. Mạc Thiên lạnh lùng nhìn Trương Văn Tú, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nói xong, ông ta đang muốn ra tay thì lúc này,
một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Văn Tú. Người đó chính là Diệp Huyên. Thấy Diệp Huyên, Trương Văn Tú chợt nổi giận đấm một cú vào mặt hắn. Bịch! Đầu Diệp Huyên kêu lên ong ong, nhưng cũng không sao cả. Dù sao hắn vẫn có thể chịu được. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, thì ra ngươi vẫn chưa chết. Ta còn tưởng ngươi chết ở đây rồi nên cố ý tới nhặt xác cho người đấy. Dù Trương Văn Tú đang mắng, nhưng Diệp Huyên lại cảm thấy ấm áp. Không nói cũng biết, chắc chắn là người phụ nữ này lo lắng cho an nguy của mình nên mới xông vào. Ngày đó sau khi song tu với Trương Văn Tú, dù hắn và đối phương có gặp nhau, nhưng không ai nhắc đến chuyện đó cả. Lúc ấy Thư viện Vạn Duy và Phù Văn Tông cũng bị Phệ Linh Tộc và Vô Địch Tông uy hiếp, đương nhiên phải tạm thời gác chuyện tình cảm sang một bên. Dù không nói, nhưng không có nghĩa là hắn quên mất. Thật ra hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Trương Văn Tú, Diệp Huyên hắn cũng không phải kiểu người cởi quần xuống mà không chịu nhận. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, nếu còn sống, vì sao không truyền tin ra ngoài? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, quên mất. Đúng là hắn quên mất. Không thể không nói mình thật sự rất đáng chết, chắc hẳn không chỉ Trương Văn Tú, mà mấy người lão thẩm cũng rất lo lắng cho mình. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Trương Văn Tú suýt tức điên. Lúc này, Mạc Thiên cách đó không xa đột nhiên cất lời, các hạ, cô gái này là người phù đồ cổ tộc chúng ta muốn. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Mạc Thiên, lúc này, trưởng lão Hàn Lãnh ở bên cạnh vội nói, chuyện này chỉ là hiểu lầm, hiểu. Hiểu lầm. Vẻ mặt của Diệp Huyên thoáng chốc trở nên dữ tợn, hiểu lầm cái gì? Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Sắc mặt của Mạc Thiên ở phía xa thay đổi, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại lập tức ra tay. Nhưng ông ta cũng không sợ, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm kiếm bằng hai tay chém về phía trước. Một kiếm chém xuống như trời long đất lở. Bây giờ hắn đã là phàm kiếm, thực lực mạnh hơn trước đây rất nhiều, cộng thêm việc kiếm Thiên Chu đã được nâng cấp. Có thể nói một kiếm này của hắn là một kiếm mạnh nhất trong cả năm qua. Một kiếm chém xuống, không gian xung quanh lập tức nứt ra. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Mạc Thiên bị một kiếm của Diệp Huyên đánh bay, lúc này, các cao thủ của phù đồ cổ tộc đều lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên giẫm chân phải, giáp trúc long xuất hiện, sau đó hắn lao tới chỗ một cao thủ phù đồ cổ tộc ở gần đó, đối phương đâm một thương về phía đầu của hắn. Hắn không hề tránh né, mặc cho nó đâm lên đầu mình. Rắc! Thanh trường thương nứt ra, nhưng Diệp Huyên lại không bị gì cả. Chẳng những thế, không biết kiếm của hắn đã lặng lẽ đâm vào ngực người đàn ông từ bao giờ. Máu tươi bắn tung tóe. Sau khi chém chết một cao thủ của phù đồ cổ tộc, Diệp Huyên xoay người, hắn vừa xoay người đã có ba thanh trường thương đâm vào điểm yếu trên người hắn. Nhưng hắn vẫn không bị làm sao cả. Diệp Huyên chém ra một kiếm. Phụt phụt. Đầu của hai cao thủ phù đồ cổ tộc rơi xuống. Thân thể của mấy cao thủ này vừa bị Diệp Huyên chém đứt đoạn thì linh hồn của bọn họ lập tức muốn trốn. Nhưng Diệp Huyên lại rút chấn hồn ra, kiếm vừa đâm đến, linh hồn mấy cao thủ của phù đồ cổ tộc lập tức bị nuốt chửng. Những cao thủ phù đồ cổ tộc này hoàn toàn không thể đánh với Diệp Huyên, vì giáp trúc long của Diệp Huyên quá đáng sợ. Hoàn toàn không thể phá. Mà kiếm của Diệp Huyên bây giờ bọn họ cũng không thể đỡ, kiếm trong tay hắn vừa là phàm kiếm vừa là thần binh lợi khí. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Mạc Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi cho rằng tiểu đạo cô nương sẽ chết. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Mạc Thiên híp mắt, ông ta tiến lên một bước đấm tới. Lúc này, Diệp Huyên vừa khéo xuất hiện trước mặt ông ta, nắm đấm của Mạc Thiên nhắm thẳng vào đầu Diệp Huyên, Diệp Huyên không hề tránh né. Mặc cho Mạc Thiên đánh lên mặt mình. Bịch! Diệp Huyên lùi lại mấy trượng, nhưng một cánh tay của Mạc Thiên đã bị Diệp Huyên chém đứt. Diệp Huyên đứng tại chỗ vuốt mặt, không bị làm sao cả. Sau đó, hắn lại xông lên một lần nữa. Thấy cảnh này, sắc mặt hai người Tống Thành ở bên cạnh đều hơi phức tạp. Áo giáp Diệp Huyên đang mặc thật quá kinh khủng. Lúc này, Hàn Lãnh cất lời, không khuyên nhủ sao. Tống Thành lắc đầu. Không khuyên được, nghĩ xem lát nữa nên thu xếp thế nào đi. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên ở phía xa. Lúc này, Diệp Huyên như nổi điên đuổi theo chém Mạc Thiên,
Tuy cảnh giới của Mạc Thiên cao hơn Diệp Huyên, nhưng chiến lực của ông ta lại không cao bằng, vì thứ Diệp Huyên mặc trên người và cầm trên tay quá đáng sợ. Không có thần khí có thể sánh bằng kiếm Thiên Chu thì hoàn toàn không thể phá được Giáp Trúc Long. Trừ khi lực lượng mạnh đến mức có thể xuyên qua Giáp Trúc Long đả thương Diệp Huyên, mà rõ ràng là Mạc Thiên không có năng lực này. Mạc Thiên không ngừng lùi lại, trên người ông ta đã xuất hiện mấy chục vết kết. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vung một kiếm chém lui Mạc Thiên vừa lùi lại mấy bước, kiếm Thiên Chu của Diệp Huyên đột nhiên biến thành phi kiếm bay ra. Mạc Thiên ở phía xa trợn mắt, ông ta cố di chuyển sang bên cạnh, nhưng vẫn hơi chậm, cánh tay trái còn lại của ông ta cũng bị chém đứt. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dậm chân phải, biến thành một tia kiếm quang lao lên, mà ngay lúc này, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên quay lại chỗ cũ. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh Mạc Thiên. Diệp Huyên nhìn ông lão kia. Giọng nói của Tống Thành vang lên trong đầu hắn, Tiết La Thái Thượng trưởng lão của phù đồ cổ tộc. Tiết La nhìn Diệp Huyên, các hạ làm việc tuyệt tình quá. Diệp Huyên không để ý đến Tiết La, hắn xoay người đi tới trước mặt Trương Văn Tú, lúc này Trương Văn Tú đã bị thương rất nặng. Hắn chưa từng thấy Trương Văn Tú bị thương nặng như vậy bao giờ. Mắt Diệp Huyên dần đỏ lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó lấy một bình bạch ngọc trong. Trong bình còn có hai giọt suối sinh mệnh siêu cấp, là thứ hắn đổi được từ chỗ tiểu đạo. Diệp Huyên nói, há miệng. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên đột nhiên rót nước suối sinh mệnh vào trong miệng mình, một khắc sau, hắn cúi người hôn lên môi Trương Văn Tú, ép đút suối sinh mệnh vào miệng nàng ta. Trương Văn Tú ngây người, đợi khi nàng ta lấy lại tinh thần, nước suối sinh mệnh kia đã tiến vào trong người nàng ta. Oanh! Một năng lượng tinh thuần lan tràn khắp người, thân thể của nàng ta bắt đầu hồi phục với một tốc độ rất nhanh. Diệp Huyên sờ nhẹ mái tóc Trương Văn Tú, sau đó nói, cô sẽ không phải bị thương vô ích đâu. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, thôi đi. Diệp Huyên lắc đầu, không thể bỏ qua được. Người của ta, người khác động vào một sợi tóc cũng không được. Nói xong, hắn xoay người đi về phía Tiết La. Trương Văn Tú ở sau lưng nhìn Diệp Huyên. Cứ nhìn mãi như thế. Tiết La nhìn Diệp Huyên, các hạ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm. Ong! Một tiếng kiếm reo chấn động khắp chân trời, kiếm quang chém thẳng về phía Tiết La. Tiết La híp mắt, lão ta vung tay áo, một luồng hắc quang bay ra từ trong ống tay áo của lão ta, kiếm của Diệp Huyên đã đến. Vụt! Một kiếm này chém thẳng lên trên luồng hắc quang đó. Oanh! Hắc quang rung lên. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên lùi lại chỗ cũ, lúc này, một luồng tử khí ngút trời đột nhiên lan ra từ trong người Diệp Huyên. Tử khí. Vào khoảnh khắc tử khí xuất hiện, sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề. Tiết La nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tử khí thật nồng đậm. Lúc này, trong tay Diệp Huyên lại có thêm một thanh kiếm. Tử vong chi kiếm. Thấy thanh kiếm này, Tiết La híp mắt lại, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu thần vật. Lúc này, Diệp Huyên giẫm chân phải. Vụt vụt. Hai tia kiếm quang lóe lên. Tiết La tiến lên một nước, tay phải lão ta siết chặt thành quyền sau đó đánh ra, quyền mang trên nắm đấm chói mắt như ánh mắt trời, chấn động thiên địa. Lúc này, hai thanh kiếm của Diệp Huyên đã đến, vô số tử khí tựa như cơn sóng bao phủ lấy Tiết La. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, vô số tử khí và kiếm quang lan tràn khắp nơi. Đám người Tống Thành vội vàng lùi về sau. Tử khí quá nồng đậm. Dù là bọn họ cũng không dám để những tử khí này tùy tiện dính lên người. Lúc này, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ trong vùng tử khí kia. Sau đó, những tử khí đó thoáng chốc lan tràn khắp xung quanh. Diệp Huyên nâng kiếm lên, những tử khí xung quanh lập tức quay về tử vong chi kiếm của hắn. Sau đó, Diệp Huyên chém về phía Tiết La từ xa. Xoẹt! Kiếm chém xuống. Kiếm quang đen nhánh lóe lên. Tiết La ở phía xa híp mắt, lão ta lùi về sau một bước nhỏ, sau đó mở lòng bàn tay ra, trong tay lão ta đột nhiên có thêm một lá cờ nhỏ màu đỏ. Lão ta đọc thầm mấy câu, vung cờ lên, trong nháy mắt, một vùng ánh lửa chắn ở trước mặt lão ta. Tử khí của kiếm chỉ vừa tiếp xúc với tia hỏa quang kia đã lập tức nổ tung, không gian xung quanh không ngừng chấn động. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiết La.
hắn cầm kiếm Thiên Chu chém xuống. Tiết La cũng không lùi bước, lão ta sải bước về phía trước, hai tay siết chặt đấm lên trên. Ầm, không ngờ cú đấm này của lão ta lại có thể đỡ được kiếm Thiên Chu của Diệp Huyên, chẳng những thế, vào khoảnh khắc lão ta đỡ kiếm Thiên Chu, lão ta đột nhiên nâng đầu gối đá vào bụng Diệp Huyên. Diệp Huyên buông kiếm Thiên Chu, vung hai tay đấm vào đầu Tiết La. Oanh! Bịch bịch! Diệp Huyên thoáng chốc lùi xa mười mấy trường, Tiết La kia cũng lùi lại khoảng 10 trường. Sau khi bị đánh bay, Diệp Huyên lại đứng lên, dù khóe miệng của hắn còn vương máu tươi, nhưng từ sắc mặt của hắn rõ ràng là không có gì đáng ngại cả. Thấy cảnh này, sắc mặt Tiết La lập tức trở nên vô cùng khó coi, thế này thì đánh kiểu gì? Lúc này lão ta mới phát hiện Diệp Huyên không chỉ có mỗi bộ giáp trên người lợi hại, mà cả thân thể của hắn đều rất mạnh, hai thứ hợp lại thật sự không thể nào đánh phá được. Tiếp tục đánh như thế, lão ta hoàn toàn không thể đánh chết Diệp Huyên được. Diệp Huyên nhìn về phía Tiết La, lại muốn ra tay, lúc này. Tiết La đột nhiên nói, các hạ, cậu đừng có hiếp người quá đáng, lão phu. Diệp Huyên tức giận quát, lão ông nội ông. Dứt lời. Hắn lập tức xông lên, thấy cảnh này, mí mắt Tiết La giật giật, lão ta lập tức đứng ở chỗ bên cạnh Mạc Thiên, sau đó dẫn theo Mạc Thiên biến mất. Trốn rồi. Rõ ràng lão ta không muốn đánh nhau với Diệp Huyên nữa. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tống Thành, phù đồ cổ tộc này ở đâu? Nghe vậy, Tống Thành ngạc nhiên, tiểu hữu, đây không phải chuyện đùa đâu, chúng ta vẫn nên đợi tiểu đạo cô nương trở về rồi tính, cậu thấy sao? Diệp Huyên nhìn chằm chằm Tống Thành, phù đồ cổ tộc ở đâu? Tống Thành do dự một lát, sau đó chỉ về hướng bên phải, cách đây mấy nghìn trượng. Diệp Huyên xoay người đi tới trước mặt Trương Văn Tú, Trương Văn Tú lắc đầu, bỏ đi. Diệp Huyên giận dữ nói, người phụ nữ của ông đây bị người ta đánh thành thế này, nếu ông đây bỏ qua thì ông còn cần hai cái trứng làm gì? Nên cắt đi cho xong. Bỏ qua? Đương nhiên không thể bỏ qua như thế rồi. Lần này, Diệp Huyên thật sự nổi giận rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tống Thành, tiền bối, phiền ông dẫn nàng ấy đến hiệu cầm đồ thiên đạo. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Tống Thành vội vàng chặn Diệp Huyên lại, tiểu hữu, cậu tuyệt đối đừng kích động, phù đồ cổ tộc này cũng không phải một thế lực bình thường, cậu đi như vậy thật sự rất mạo hiểm. Vẫn nên đợi tiểu đạo cô nương quay lại rồi tính, cậu thấy sao? Diệp Huyên lắc đầu, chuyện này không liên quan đến tiểu đạo, nàng cũng không nợ ta cái gì. Nói xong, hắn đã biến mất. Thấy vậy, Tống Thành khẽ thở dài, chàng trai trẻ này thật sự quá kích động. Hành động hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên đi theo hướng Diệp Huyên vừa biến mất. Tống Thành vội nói, cô nương, tiểu hữu bảo ta dẫn cô đến hiệu cầm đồ thiên đạo. Nhưng Trương Văn Tú cũng không quay đầu lại. Tống Thành ngây người, sau đó lắc đầu, sắp xảy ra chuyện rồi. Hàn Lãnh ở bên cạnh nói với giọng điệu nặng nề, Mạc Thiên này đúng là ngu ngốc. Tống Thành nhẹ giọng nói, ông ta không ngu, mà là vì huyết mạch của nữ nhân kia quá hấp dẫn. Phù đồ cổ tộc chuyên tu luyện thân thể, nếu lấy được ma huyết thượng cổ, phù đồ cổ tộc chắc chắn sẽ phát triển hơn rất nhiều. Hàn Lãnh lắc đầu, có lẽ chuyện này sẽ trở nên rất phức tạp. Tống Thành nhẹ giọng nói, phải xem tiểu đạo cô nương có ra mặt hay không đã. Hàn Lãnh trầm giọng nói, chúng ta từng điều tra Diệp Huyên này rồi, đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này, vì sao hắn vừa đến, tiểu đạo cô nương đã đối xử tốt với hắn như thế rồi. Trước kia, tiểu đạo cô nương chưa từng nể tình ai cả, nàng làm việc với người khác luôn chỉ nói đến lợi ích, nhưng Diệp Huyên này. Tống Thành lắc đầu, ai biết được, đi thôi đi thôi. Đi đến phù đồ cổ tộc, xem thử phải thu xếp chuyện hôm nay thế nào. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới phù đồ cổ tộc. Lúc này, tầng 9 đột nhiên lên tiếng, tiểu tử, người thật sự muốn đánh nhau à? Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hắn không trả lời, nhìn phù đồ cổ tộc bên dưới, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, kiếm Thiên Chu xuất hiện trong tay, một khắc sau, hắn cầm kiếm bằng hai tay chém xuống dưới một phát. Vụt! Một tia kiếm quang phá không bay đi trong không trung. Nhưng luồng kiếm quang này còn chưa tiến vào phù đồ cổ tộc đã tan thành mây khói. Lúc này, Tiết La xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, lão ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên,
phù đồ cổ tộc ta nể mặt tiểu đạo cô nương nên mới không tuyệt tình với ngươi, ngươi đừng có không biết phải trái. Diệp Huyên cười gằn, các người không cần nể mặt nàng, hôm nay, không phải các người giết chết ta thì chính là ta giết chết các người. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, bút thiên đạo xuất hiện trong tay hắn. Bút thiên đạo. Vào khoảnh khắc bút thiên đạo xuất hiện, sắc mặt Tiết La lập tức thay đổi, tiểu đạo cô nương đưa bút này cho ngươi á. Rõ ràng lão ta biết bút thiên đạo. Sắc mặt Tiết La trở nên vô cùng khó coi. Lão ta biết bút này đại diện cho ý chí của thiên đạo, có thể thoải mái điều động lực lượng chúng sinh ở chư thiên vạn giới để mình sử dụng, cũng có thể phán định sinh tử của sinh linh chư thiên vạn giới, bút này có thể tùy tiện chém vỡ một kỷ nguyên vũ trụ. Trên không trung, Diệp Huyên đột nhiên sử dụng bút thiên đạo, một khắc sau, toàn bộ ngục tối vô biên đột nhiên chấn động. Thoáng chốc, vô số lực lượng thần bí trong thiên địa tập trung về phía Diệp Huyên. Điều động lực lượng của chư thiên vạn giới. Đương nhiên thực lực của Diệp Huyên bây giờ vẫn chưa thể làm được đến thế, nhưng vẫn có thể điều động được lực lượng trong ngục tối vô biên. Bây giờ, cây bút này đại diện cho thiên đạo. Tiết La bắt đầu thấy hoảng hốt. Lực lượng của cây bút này quá mạnh mẽ. Lúc này, Tống Thành, Hàn Lãnh và Trương Văn Tú cũng chạy đến, không chỉ có ba người họ, vô số cường giả của ngục tối vô biên đều nhìn về phía bên này. Lại đánh nhau. Hơn nữa còn ầm ĩ thế. Hàng năm ngục tối vô biên cũng có xảy ra tranh chấp, nhưng rất hiếm khi ầm ĩ đến mức này. Khi thấy Diệp Huyên sử dụng bút thiên đạo, sắc mặt hai người Tống Thành cũng thay đổi. Cái tên điên Diệp Huyên này. Đây là bút thiên đạo đấy. Thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Huyên lại có, rõ ràng đây là tiểu đạo cho hắn. Hàn Lãnh ở bên cạnh Tống Thành trầm giọng nói, đừng nói tiểu đạo cô nương thích cái tên này né. Cả cái này mà cũng cho hắn. Tống Thành trừng Hàn Lãnh, nói năng cẩn thận. Hàn Lãnh do dự một lát rồi nói, nhưng thế này lạ quá. Đây là bút thiên đạo đó. Một thứ tốt như vậy mà tiểu đạo cô nương lại đưa cho hắn, thật sự quá khó tin. Tống Thành nhìn Diệp Huyên trên không trung, trầm giọng nói, chỉ có một cách giải thích. Đó là tiểu đạo cô nương vô cùng coi trọng hắn. Đợi một lát nếu hắn gặp nguy hiểm phải bất chấp tất cả bảo vệ hắn. Hàn Lãnh ngập ngừng, nhưng làm thế e rằng sẽ có mâu thuẫn với phủ đồ cổ tộc. Tống Thành lạnh nhạt nói, mâu thuẫn thì mâu thuẫn, dù sao ta cũng thấy bọn họ đã sa sút rồi. Hàn Lãnh, bút thiên đạo trong tay Diệp Huyên không ngừng rung lên, lúc này, không biết một lực lượng vô cùng mạnh mẽ đã tập trung xung quanh Diệp Huyên từ bao giờ. Lực lượng này khiến sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Đây hoàn toàn không phải lực lượng của con người. Tiết La nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi thật sự vì một người phụ nữ mà liều mạng với phủ đồ cổ tộc chúng ta ư? Ngươi! Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chỉ bút thiên đạo xuống, diệt. Đầu bút lập tức bắn nhanh xuống từ bên trong bút thiên đạo. Thấy cảnh này, sắc mặt Tiết La thoáng chốc thay đổi, lúc này, trong mắt lão ta lộ vẻ sợ hãi. Lão ta thật sự sợ hãi. Vì sau khi nhìn thấy đầu bút này, lão ta cũng biết mình hoàn toàn không thể ngăn chặn được nó. Nếu nó chém xuống, có lẽ lão ta sẽ chết chắc. Tống Thành ở bên cạnh và những cường giả trong bóng tối cũng mang nét mặt vô cùng nặng nề. Đầu bút này quá mạnh mẽ. Đặc biệt là Tống Thành, lúc này, ông ấy cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Nếu đổi thành người có cảnh giới cao hơn sử dụng cây bút này thì e rằng sẽ có thể phá đổ cả ngục tối vô biên một cách dễ dàng. Cây bút này quá nghịch thiên. Sao tiểu đạo cô nương lại đưa thứ này cho Diệp Huyên? Tên này quá liều lĩnh. Nếu hắn còn tiếp tục làm như thế ở đây thì e rằng cả ngục tối vô biên sẽ bị hắn đánh sụp. Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên bay ra từ trong phủ đồ cổ tộc. Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của phù đồ cổ tộc, Hách Liên Đồ. Hách Liên Đồ nhìn đầu bút kia, ánh mắt ông ta vô cùng nặng nề, ông ta chậm rãi siết chặt tay phải, một lực lượng mạnh mẽ lặng lẽ tập trung từ trong nắm đấm của ông ta, một khắc sau, ông ta quát lên một tiếng, đánh một quyền lên trên. Một quyền đánh ra, cả thiên địa đều run rẩy, một quyền ấn mạnh mẽ lao về phía đầu bút kia. Lực lượng thân thể thuần túy. Một tiếng nổ đột nhiên vang vọng, tiếng nổ này tựa như tiếng sấm, thoáng chốc, vang vọng khắp ngục tối vô biên. Quyền ấn của Hách Liên Đồ lập tức nổ tung,
đầu bút rơi thẳng xuống. Hách Liên đổ phía dưới trợn mắt, hai cánh tay đan chéo, sau đó vung lên trên, hoành qua thiên địa. Ầm, một lực lượng mạnh mẽ bao phủ trên bầu trời của phù đồ cổ tộc. Đầu bút kia dừng lại. Bị chặn rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đầu bút. Lúc này, đầu bút kia đột nhiên rung lên, trong nháy mắt, lực lượng mạnh mẽ mà Hách Liên đổ phát ra lập tức vỡ nát. Phụt. Hách Liên đổ phun ra một ngụm máu tươi, cùng lúc đó, phù đồ cổ tộc bên dưới ông ta lập tức bị vỡ vụn, biến thành cho bụi, vô số cường giả của phù đồ cổ tộc vội vàng chạy trốn khắp nơi, nhưng cũng có vài người không kịp trốn nên chết ngay tại chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ phù đồ cổ tộc trở nên hỗn loạn. Thân thể của Hách Liên đồ cũng nứt ra, trở nên hư ảo. Nhưng đầu bút kia vẫn còn đó, cũng không biến mất. Lúc này, Tống Thành vội nói, Tiểu Hữu, đừng để đầu bút kia đánh xuống, nếu không, phạm vi vạn dặm xung quanh đều sẽ gặp họa. Sắc mặt của Diệp Huyên trên không trung cũng hơi tái nhợt, thúc giục bút thiên đạo này, hắn cũng rất mất sức. Lúc nghe thấy lời của Tống Thành, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, ông đây không quan tâm được nhiều như thế. Hôm nay, ta phải khiến cho phù đồ cổ tộc này gà chó không yên. Dứt lời, hắn đè tay phải xuống dưới, diệt. Chiếc bút rơi thẳng xuống. Thấy cảnh này, Hách Liên đồ trợn mắt, nếu đầu bút này rơi xuống thì ông ta cũng không ngăn được. Sẽ chết. Nhưng nếu ông ta rút lui, vô số tộc nhân của phù đồ cổ tộc ở phía sau cũng sẽ chết. Lúc này, một ông lão tóc bạc đột nhiên xuất hiện trên đầu Hách Liên đồ, lão ta nhìn đầu bút kia, mở lòng bàn tay ra, một ngọn đèn màu đen phóng lên cao, ngọn đèn đi thẳng tới trước đầu bút, một khắc sau, ngọn đèn đó đột nhiên sáng lên, ngọn lửa màu xanh ra trời bùng lên từ trong ngọn đèn. Ầm, chân trời biến thành biển lửa. Biển lửa thoáng chốc bao phủ lấy Diệp Huyên. Bên dưới, sắc mặt Trương Văn Tú thay đổi, lập tức muốn ra tay, lúc này, ngọn lửa kia nổ tung, cả ngọn đèn cũng nứt ra. Diệp Huyên xuất hiện trước mắt mọi người một lần nữa. Quần áo trên người Diệp Huyên đã biến thành tro bụi, nhưng Giáp Trúc Long vẫn còn đó. Giáp Trúc Long đang gắng gượng đối phó với lực lượng của ngọn lửa kia. Dù ngọn đèn đã vỡ, nhưng đầu bút cũng đã biến mất. Lúc này, giọng nói của Tống Thành vang lên trong đầu Diệp Huyên, Tiểu Hữu, người này là tộc trưởng tiền nhiệm của phù đồ cổ tộc, tên là Hắc Liên Thiên, thực lực sâu không lường được, không thể khinh thường. Diệp Huyên nhìn Hách Liên Thiên, lão ta nhẹ giọng nói, không hổ là bút thiên đạo, dù chưa phát huy được ba phần thực lực mà đã mạnh như thế rồi. Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên, ta cá bây giờ ngươi không thể sử dụng được nó nữa. Diệp Huyên lấy một bình bạch ngọc ra uống vào, chẳng mấy chốc, một năng lượng tinh thuần không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Nước suối sinh mệnh siêu cấp. Thấy cảnh này, Hách Liên Thiên hơi nheo mắt, các hạ. Cậu có quan hệ không tệ với tiểu đạo cô nương, phù đồ cổ tộc ta không muốn đối địch với cậu. Diệp Huyên cười nhạt, hắn chỉ vào Trương Văn Tú, cái này gọi là không muốn đối địch với ta ư. Theo ta được biết, hình như tiền bối của Diêm Điện đã nói với các người quan hệ của nàng với ta rồi đúng không? Hách Liên Thiên nhìn Diệp Huyên, không phải nàng vẫn còn sống đàng hoàng đó hay sao? Diệp Huyên cười tươi, nếu ta đến muộn một chút nữa thì nàng đã chết rồi. Hách Liên Thiên còn muốn nói tiếp, nhưng Diệp Huyên chợt gằn giọng, đừng có nói nhảm nữa. Hôm nay ông đây đến lấy mạng của các người, không phải đến tán gẫu. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, bút thiên đạo trong tay không ngừng rung lên. Bên dưới, ánh mắt của Hách Liên Thiên trở nên lạnh lẽo, giết hắn. Ầm, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bay lên từ bên dưới, nhắm thẳng vào Diệp Huyên. Thấy cảnh này, sắc mặt của Tống Thành thay đổi, Tiểu Hữu cẩn thận, đó là cường giả đứng đầu phù đồ cổ tộc, Hách Liên Chiến. Hách Liên Chiến. Lúc này, Tống Thành thật sự thấy hơi khiếp sợ. Hách Liên Chiến không phải nhân vật của thời đại này, mà là người của thời trước, năm đó, người này đã khiến cả một thời đại phải khiếp sợ. Tống Thành không ngờ lão ta vẫn còn sống. Lúc này, Hách Liên gia phái một cao thủ như vậy ra mặt, rõ ràng là thật sự muốn giết chết Diệp Huyên. Đây là không muốn nể mặt tiểu đạo luôn rồi. Lúc này, Trương Văn Tú bên dưới trợn to mắt, nàng ta lập tức xông về phía Diệp Huyên. Vì nàng ta cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Huyên trong không trung vẻ mặt không chút cảm xúc,
hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Hắn biết nếu còn không sử dụng bút thiên đạo thì người trước mắt sẽ lấy mạng mình. Giáp Trúc Long không phải vạn năng. Nhưng nếu cộng thêm bất tử chi thân thì sao? Oanh! Một hơi thở mạnh mẽ lập tức tỏa ra từ trong người Diệp Huyên. Tử khí! Vào khoảnh khắc điều động tử khí, thân thể Diệp Huyên xảy ra thay đổi long trời lở đất. Lúc này, Hách Liên Chiến đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đấm một phát vào bụng hắn. Ầm! Giáp Trúc Long trên người Diệp Huyên rung lên, nhưng không có nứt ra, có điều phần lớn lực lượng của Hách Liên Chiến đều xuyên qua Giáp Trúc Long đánh thẳng lên người Diệp Huyên. Ầm! Thân thể Diệp Huyên rung lên, nhưng chỉ lùi lại nửa bước. Thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Đây là thứ gì vậy? Diệp Huyên lạnh lùng nhìn Hách Liên Chiến, chưa ăn cơm sao? Dứt lời, hắn vung bút thiên đạo về phía trước. Lấy bút làm kiếm. Hách Liên Chiến giơ tay lên đỡ. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, Hách Liên Chiến lùi lại bên cạnh Hách Liên Thiên. Hách Liên Chiến nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thân thể. Diệp Huyên trên không trung nhìn Trương Văn Tú xông đến trước mặt mình, cười nói, đừng lo lắng, ta không sao. Trương Văn Tú hít sâu, sau đó đấm một cái lên mặt Diệp Huyên. Bốp! Diệp Huyên không bị làm sao cả, nhưng cánh tay của Trương Văn Tú lại tê dại. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, mặt dày thật. Diệp Huyên! Bên kia, hai người Tống Thành nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều lộ vẻ rung động. Không ngờ Diệp Huyên lại không bị làm sao cả. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Chẳng lẽ Diệp Huyên còn có bảo vật gì đó? Rõ ràng bọn họ không hề phát hiện thân thể của Diệp Huyên đã xảy ra thay đổi lớn. Bất tử chi thân. Bình thường Diệp Huyên sẽ không sử dụng nó. Thật ra khi này không cần sử dụng bất tử chi thân hắn cũng sẽ không chết. Có Giáp Trúc Long, Hách Liên Chiến này chỉ nhiều nhất là làm hắn bị thương, chứ hoàn toàn không thể giết chết hắn. Diệp Huyên kéo Trương Văn Tú ra sau lưng, hắn nhìn đám người phù đồ cổ tộc bên dưới, sau đó nói, ta sắp sử dụng bút thiên đạo rồi đấy. Mau đến đánh ta đi. Dứt lời, hắn lập tức sử dụng bút thiên đạo. Lực lượng của bút thiên đạo quá mạnh mẽ, hắn cũng muốn nhanh chóng điều động được nó, nhưng hắn không làm được, hắn cần có chút thời gian. Mà rõ ràng Hách Liên Thiên kia phát hiện ra điều này, cho nên mới phái cao thủ tuyệt thế là Hách Liên Chiến ra, nhưng lão ta không ngờ rằng Diệp Huyên lại chịu được một đòn của Hách Liên Chiến, hơn nữa còn không bị làm sao cả. Thật sự quá đáng sợ. Thấy Diệp Huyên điều động bút thiên đạo một lần nữa, Hách Liên Thiên lập tức sa sầm mặt, nếu Diệp Huyên lại sử dụng bút này, thì cả phù đồ cổ tộc sẽ không ai có thể ngăn cản hắn được nữa. Lúc này, Hách Liên Chiến đột nhiên bay lên, tốc độ của lão ta rất nhanh, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau đó đấm một quyền vào ngực Diệp Huyên. Cú đấm khiến thiên địa cũng phải biến sắc. Trong mắt Diệp Huyên cũng lộ vẻ nặng nề hiếm thấy, lúc này, hắn có hơi nghi ngờ thân thể của mình. Rốt cuộc có vô địch hay là không? Hắn sẽ được biết nhanh thôi. Nắm đấm của Hách Liên Thiên đánh thẳng vào ngực Diệp Huyên. Bịch! Người Diệp Huyên run lên, sau đó lùi về sau mấy trượng. Nhưng hắn không bị làm sao cả. Diệp Huyên cũng ngây người. Trong khoảnh khắc khi nãy, hắn không có cảm giác gì cả. Giọng nói của tầng 9 vang lên trong đầu Diệp Huyên, Giáp Trúc Long cộng thêm bất tử chi thân của ngươi thật sự không khác nào gian lận, ai có thể đánh chết ngươi được chứ? Ha ha! Diệp Huyên lập tức cười to. Lúc này, tầng 9 lại nói tiếp, đừng có cười, trước mắt có rất nhiều người có thể phá được Giáp Trúc Long và bất tử chi thân của ngươi. Ví dụ như tiểu đạo, A-la, ví dụ như, mẹ kiếp, ta phát hiện những người có khả năng đó đều có quan hệ với ngươi. Ông đây đúng là bị ngu mà. Diệp Huyên. Hách Liên Chiến trên không trung nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thân thể của ngươi là cái gì vậy? Lão ta biết Diệp Huyên không chỉ có mỗi bộ giáp cứng rắn, mà cả thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ. Diệp Huyên nhìn Hách Liên Chiến, ta điều động bút xong rồi. Nào, ông cũng đỡ một chiêu của ta đi. Dứt lời, hắn vung bút về phía Hách Liên Chiến, đầu bút lao thẳng đến. Hách Liên Chiến ở phái xa hơi trợn mắt, lão ta lao nhanh về phía trước, đấm ra một quyền. Không lùi mà còn tiến. Cú đấm này mang theo một luồng chiến ý ngút trời. Thấy nắm đấm của lão ta, sắc mặt Diệp Huyên cũng trở nên vô cùng nặng nề, thực lực của Hách Liên Chiến này quá mạnh mẽ,
nếu không có giáp trúc long và bất tử chi thân thì hắn đã chết chắc rồi. Dù có bút thiên đạo cũng không được, vì hắn hoàn toàn không có cơ hội sử dụng bút thiên đạo. Đầu bút lao đến, Hách Liên Chiến lập tức lùi xa nghìn trượng, trong quá trình lùi lại, không gian xung quanh không ngừng nổ tung, nhưng đầu bút vẫn chưa dừng lại, nó xuyên qua không gian, tiếp tục nhằm vào Hách Liên Chiến. Hách Liên Chiến nhìn chằm chằm đầu bút kia, lão ta dẫm chân phải, tung người đánh xuống một quyền. Oanh! Lực đấm vô cùng bá đạo, chấn động thiên địa. Một quyền đánh xuống, đầu bút lập tức bị ép dừng lại, nhưng không hề biến mất. Khóe miệng Hách Liên Chiến có máu tươi chảy ra, tay phải của lão ta bắt đầu nứt ra, nhưng lão ta vẫn không dám thu tay lại, vì đầu bút kia còn chưa biến mất, một khi lão ta thu tay thì lão ta sẽ chết chắc. Bút thiên đạo. Đây là bút mà thiên đạo từng sử dụng. Thiên đạo này cũng không phải thiên đạo bình thường, đây là thiên đạo đứng đầu vũ trụ ngũ duy. Dù so với cả dòng sông lịch sử ngũ duy thì cây bút này cũng được xếp vào những bảo vật hàng đầu. Lúc này, Hách Liên Chiến đột nhiên đấm ra một cú bằng tay trái, một lực lượng mạnh mẽ đánh lên trên đầu bút không ngừng chấn động, nhưng vẫn không biến mất, ngược lại, cả người Hách Liên Chiến đều nứt ra, thân thể bị phá hỏng. Diệp Huyên vẫn không chịu bỏ qua, hắn lấy một giọt nước suối sinh mệnh siêu cấp ra uống vào. Đây là giọt cuối cùng của hắn rồi. Sau khi uống xong, thân thể hắn bắt đầu hồi phục với tốc độ rất nhanh. Thấy cảnh này, Hách Liên Thiên ở cách đó không xa lập tức thay đổi sắc mặt, lão ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, các hạ, phù đồ cổ tộc ta chịu thua. Lão ta biết nếu Diệp Huyên tiếp tục ra tay, Hách Liên Chiến có thể sẽ chết dưới bút thiên đạo này, nếu thế, thì phù đồ cổ tộc sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Cho dù thế nào, Hách Liên Chiến cũng không thể chết được. Chịu thua. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, không nói lời nào. Sắc mặt Hách Liên Thiên hơi u ám. Một lát sau, lão ta đánh ra một trường này không phải nhằm vào Diệp Huyên, mà là nhằm vào Mạc Thiên bên dưới. Một trường đánh xuống, Mạc Thiên còn chưa kịp phản ứng đã biến thành một làn xương máu. Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Không ngờ Hách Liên Thiên này lại ra tay với tộc nhân của mình. Tống Thành ở bên cạnh nhìn Hách Liên Thiên này cũng quyết đoán đấy. Nhưng lão ta làm vậy cũng có hơi ngu xuẩn. Như thế sẽ làm mất lòng rất nhiều người. Đương nhiên nếu không làm vậy, có thể sẽ mất càng nhiều hơn. Nếu Hách Liên Chiến kia thật sự chết trận hoặc bị thương nặng, e rằng phù đồ cổ tộc sẽ phải suy sụp rất nhiều năm. Hách Liên Thiên trên không trung nhìn Diệp Huyên, các hạ, người làm bạn cậu bị thương đã chết, chuyện này có thể bỏ qua không? Bỏ qua? Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn. Sao hắn có thể bỏ qua được? Nếu đã kết thù thì đương nhiên phải đuổi cùng giết tận, không thể để lại hậu họa. Vào lúc Diệp Huyên muốn sử dụng bút thiên đạo một lần nữa, một cô gái đột nhiên xuất hiện trên không trung. Tiểu đạo. Nhìn thấy cô gái này, những cường giả xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn đánh tiếp, chắc chắn ngục tối vô biên này sẽ gặp phải tai bay vạ gió. Tiểu đạo nhìn Hách Liên Thiên, tại sao lại động vào người của hắn? Sắc mặt Hách Liên Thiên hơi khó coi, tiểu đạo cô nương, chuyện này là lỗi của phù đồ cổ tộc ta, chúng ta xin chịu thua. Chịu thua. Tiểu đạo cười nói, lúc các ông động vào người của hắn chắc chắn là đang nghĩ ta sẽ không vì hắn mà đối phó với phù đồ cổ tộc, dù sao ta cũng từng có qua lại với tiên tổ của phù đồ cổ tộc, các ông nghĩ thế cũng không sai, ta sẽ không ra tay giúp hắn, có điều, các ông đã ngu xuẩn đánh giá thấp thực lực của hắn. Vẻ mặt Hách Liên Thiên trở nên phức tạp, lúc trước sở dĩ bọn họ không nể mặt Diệp Huyên là vì tiểu đạo có quen biết tiên tổ của phù đồ cổ tộc bọn họ, nhưng đúng như tiểu đạo nói, bọn họ đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyên rồi. Đương nhiên bọn họ không ngờ tiểu đạo lại đưa bút thiên đạo kia cho Diệp Huyên. Nếu không có bút thiên đạo, Diệp Huyên hoàn toàn không có uy hiếp gì với phù đồ cổ tộc cả. Tiểu đạo lạnh lùng nhìn Hách Liên Thiên, ngu xuẩn. Nói xong. Nàng xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, chuyện này dừng lại ở đây, được chứ? Diệp Huyên lắc đầu, không được. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, mọi người xung quanh sửng sốt. Vẻ mặt Tống Thành trở nên kỳ lạ, Diệp Huyên này thậm chí còn không thèm nể mặt tiểu đạo, thật sự quá khó tin. Hách Liên Thiên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Diệp Huyên này không nghe lời tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, người làm bạn người bị thương đã chết rồi.
Diệp Huyên lắc đầu, vẫn chưa đủ. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên nói, nếu lúc đó ta đến muộn một chút thì bạn ta đã mất mạng rồi. Nếu khi nãy không phải ta có mấy lá bài tẩy thì ta cũng mất mạng luôn. Bọn họ muốn giết bạn ta, còn muốn giết ta, sao ta phải bỏ qua chuyện này chứ? Tiểu đạo lắc đầu, người không tiêu diệt được phù đồ cổ tộc đâu. Diệp Huyên cười nói, ta biết một mình ta không thể nào tiêu diệt được. Nhưng mà, nói đến đây, hắn đột nhiên gằn giọng, ta không chỉ có một mình. Hôm nay, ta phải tiêu diệt phù đồ cổ tộc, ta sẽ không nể mặt ai cả. Nghe thấy câu này, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao Diệp Huyên này lại cãi nhau với tiểu đạo luôn rồi? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, không có bút thiên đạo, một mình ngươi cũng không giết được. Diệp Huyên chợt nói, ta trả lại cho cô. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, bút thiên đạo quay lại trước mặt tiểu đạo. Vậy sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên dưới, một khắc sau, một bóng trắng chậm rãi bay lên, một người đàn ông trung niên lơ lửng bên trong bóng trắng đó. Thấy người đàn ông trung niên này, vô số cường giả phù đồ cổ tộc đang có mặt đều quỳ xuống, bái kiến tiên tổ. Tiên tổ của phù đồ cổ tộc, Hách Liên Diêm. Hách Liên Viêm cười khẽ nhìn tiểu đạo cô nương, vãn bối này của cô không hiểu chuyện gì cả, để ta dạy dỗ hắn giúp cô. Ông là cái thá gì chứ? Lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng Diệp Huyên, hắn nói đúng, hôm nay chúng ta không nể mặt ai cả, phù đồ cổ tộc này chết chắc rồi. Mọi người rối rít quay lại khi nghe giọng nói này vang lên. Một cô bé tay cầm thanh kiếm rỉ sắt không biết xuất hiện từ bao giờ, đang đứng sau Diệp Huyên một khoảng không xa. Vừa nhìn thấy cô bé, Tống Thành không khỏi run lên. Kia chính là A-La. Bất bại A-La. Nàng ta đã đến rồi. Bất bại A-La là người thế nào? Chính là người phụ nữ mạnh nhất Hàn Võ Kỷ. Nhìn thấy bất bại A-La đến. Đôi mắt Hách Liên Viêm khẽ nheo lại, ngươi là A-La. Ông ta tuy không thuộc cùng thời đại với bất bại A-La nhưng đều thuộc về Hàn Võ Kỷ, vì vậy tất nhiên biết nàng ta là ai. Đó chính là nhân vật tiêu biểu cho thời kỳ này. A-La đi đến bên Diệp Huyên, Hách Liên Viêm trong mắt nàng ta chỉ như một mẩu rác không đáng để vào mắt, không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Nàng ta cười nói với tiểu đạo cô nương định ngăn cản huynh muội chúng ta sao? Huynh muội, hai chữ này vừa được thốt ra, những người khác lập tức cả kinh. Diệp Huyên và bất bại A-La là huynh muội. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa trên người Tống Thành. Nghĩ đến việc Diêm Điện ban đầu cứ khăng khăng muốn bắt nàng, ông ta chỉ hận không thể giáng cho mình vài bạt tai. Bây giờ nghĩ lại, Diêm Điện có thể sống sót đúng là một sự may mắn. Tiểu đạo nói với bất bại A-La, không dám. Nếu ta ngăn cản huynh muội các ngươi thì người nào đó sẽ lại gọi những nhân vật càng lợi hại hơn đến thôi. Hiển nhiên nàng ta đang nói về cô gái váy trắng kia. Nói về chỗ dựa, vũ trụ ngũ duy này có ai hơn được Diệp Huyên? A-La mỉm cười, cô nương à, không phải huynh muội chúng ta không nể mặt cô, nhưng phù đồ cổ tộc là người gây chuyện trước, cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Tiểu đạo chỉ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nàng ta có thể ngăn A-La ra tay, nhưng nàng ta cũng biết tính tình khó chịu của Diệp Huyên, mọi chuyện sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn. Đến mức nào sao? Đến mức mọi người ở ngục tối vô biên này sẽ phải bỏ mạng. Người nơi này không biết thực lực cô gái kia ra sao, nhưng nàng ta thì biết. Một khi Diệp Huyên không tiếc bất kỳ giá nào gọi người kia tới, khi ấy mọi chuyện không chỉ là sự diệt vong của phù đồ cổ tộc nữa. Lấy sự thờ ơ với mạng sống của nàng kia. Đừng nói ngục tối vô biên, ngay cả sinh linh trong chư thiên vạn giới này cũng sẽ không khiến nàng ta phải nhíu mày. Làm bậy rồi. Tiểu đạo lắc đầu, quay lại nói với Hách Liên Viêm, năm ấy ta đã dặn ngươi phải quản lý hậu duệ của mình cho tốt, bằng không phù đồ cổ tộc e rằng sẽ gặp phải kiếp nạn. Nhưng ta không ngờ kiếp nạn này lại có liên hệ đến ta. Hách Liên Viêm hạ giọng, chuyện này là lỗi của phù đồ cổ tộc ta. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bất bại A-La, ông ta bèn quyết đoán nhận sai. Bởi vì đừng nói phù đồ cổ tộc hiện nay, cho dù là bọn họ ở thời kỳ đỉnh cao nhất cũng chẳng là cái đinh gì trước mặt nàng ta. Không sinh ra ở Hàn Võ Kỷ, không biết bất bại A-La kinh khủng đến nhường nào.
Bỗng Tiểu Đạo lắc đầu, ta không thể ngăn cản hắn tiêu diệt phù đồ cổ tộc của ngươi được, vì nếu làm vậy, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Hách Liên Viêm do dự một phen, Tiểu Đạo cô nương, hắn rốt cuộc là ai? Tiểu Đạo lãnh đạm đáp, không phải việc ngươi nên bận tâm. Trước kia khi ngươi bước ra, nếu không nói câu ấy thì vẫn còn cách cứu vãn, nhưng bây giờ đã hết rồi. Thấy nàng ta rậm bước đi, Hách Liên Viêm vội nói, Tiểu Đạo cô nương, xin hãy nể giao tình trước kia, để phù đồ cổ tộc ta. Tiểu Đạo quay lại, chỉ vào Hách Liên Thiên, Hách Liên Chiến và Hách Liên Viêm, ba người các ngươi chết, những người còn lại của phù đồ cổ tộc sống. Những người khác nghe vậy đều ngây ngẩn, ba người Hách Liên Thiên cũng không ngoại lệ. Bảo bọn họ chết đi ư. Sắc mặt Hách Liên Viêm ra chiều xấu xí, dù thế nào cũng phải vậy sao? Tiểu Đạo nhìn ông ta, ngươi chỉ có một cơ hội. Hách Liên Viêm im lặng. Đúng lúc ấy, Hách Liên Chiến đột nhiên cất bước đi về phía A-La, nghe đồn rằng ngươi chưa từng bại trận, ta đánh với ngươi một phen. A-La gật đầu, được thôi. Hách Liên Chiến đưa tay lên, một luồng sức mạnh khổng lồ tụ tập khắp toàn thân lão ta. Uy áp hùng hậu vừa xuất hiện đã khiến đất trời rung chuyển. Không chỉ thể, Hách Liên Chiến còn trực tiếp thiêu đốt linh hồn mình. Lão ta biết nếu Tiểu Đạo không ra tay hỗ trợ, phù đồ cổ tộc căn bản không thể ngăn cản A-La, vì vậy lão muốn liều mạng một trận, để xem bất bại A-La trong truyền thuyết này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lão ta cũng biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất, vì vậy trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Đứng bên Diệp Huyên, A-La vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, lẳng lặng đợi Hách Liên Chiến ra tay trước. Bởi vì nếu người ra tay đầu tiên là nàng ta, lão ta sẽ không có bất kỳ cơ hội gì. Đúng lúc ấy, Hách Liên Chiến tung người nhảy thẳng lên phía trên đỉnh đầu A-La. Lão ta đã biến thành một quả cầu lửa, khí tức toàn thân cũng đạt đến đỉnh cao trong đời. Trong ngọn lửa, nắm đấm Hách Liên Chiến nện xuống. Đây có thể xem như quả đấm mạnh nhất ông ta từng tung ra trong kiếp này. Mục tiêu của nó chính là người phụ nữ trong truyền thuyết A-La. Ở dưới, A-La bỗng rút kiếm, vung ra một nhát chém vững vàng, không có chút dao động năng lượng. Diệp Huyên chỉ thấy nàng ta vung kiếm rồi thu kiếm một cách vô cùng đơn giản, nhưng khí tức hùng mạnh mà Hách Liên Chiến thả ra kia đã biến mất không còn tung tích, tựa như chưa từng xuất hiện. Hách Liên Chiến rơi xuống trước mặt A-La, hai mắt dại ra, miệng hấp háy như muốn nói gì đó, rồi lại không thể thốt nên lời. Dần dần, ánh mắt lão ta mất đi mọi thần thái. Thần hồn câu diệt. Bốn bề tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi, không ai ngờ Hách Liên Chiến lại sẽ chết đi như vậy. Tống Thành lại càng sướng rơn vì đã có thể hòa giải với Diệp Huyên ngay từ lúc đầu, bằng không Diêm Điện đã có thể bị xóa sổ trên đời. A-La không tiếp tục nhìn Hách Liên Chiến nữa, không phải xem thường mà là hoàn toàn không cần nhìn tới. Trong những đối thủ nàng ta từng gặp, lão quá mức yếu ớt. Nàng quay sang Hách Liên Viêm và Hách Liên Thiên, các ngươi tự kết liễu hay muốn ta ra tay? Hách Liên Thiên bỗng gằn giọng, ta không cam. Mọi tầm mắt đổ dồn lại, chỉ thấy lão ta chừng Diệp Huyên muốn tóe lửa. Diệp Huyên, cô gái kia của ngươi vẫn không có mệnh hệ gì, vì sao ngươi phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Diệp Huyên vô cảm đáp, nếu các ngươi bắt được nàng ấy, mà ta vì quá yếu mà quỳ xuống van xin, các ngươi sẽ tha cho chúng ta sao? Không, đừng nói ta tuyệt tình, nếu các ngươi mạnh hơn, chắc chắn sẽ càng tuyệt tình hơn ta. Hách Liên Thiên còn đang muốn nói gì đó thì A-La bỗng rút kiếm. Xoẹt! Đầu của lão ta bắn ra ngoài, máu phun như suối. A-La đưa mắt sang nhìn Hách Liên Viêm, đến lượt ngươi. Lão ta chỉ nói với Tiểu Đạo cô nương, kiếp nạn hôm nay của phù đồ cổ tộc là do chúng ta tự tìm lấy, hy vọng cô nương sẽ bảo vệ những tộc nhân còn lại, cho chúng ta một đường sống. Vừa dứt lời, ông ta đã tự nhấn mình vào một ngọn lửa, hơn nữa không phải thể xác mà là linh hồn. Ông ta không lựa chọn phản kháng, bởi đừng nói hiện nay, ngay cả thời điểm đỉnh cao của ông ta cũng không đáng được A-La để vào mắt. Ở nơi này, người duy nhất có thể cản bước A-La chỉ có một mình Tiểu Đạo. Hơn nữa, ông ta lại nhìn ra nàng ta kiêng kỵ Diệp Huyên, không dám ngăn cản hắn. Mà người có thể khiến Tiểu Đạo e dè đến vậy tuyệt đối không phải là nhân vật mà phù đồ cổ tộc có thể trêu vào. Tiểu Đạo đứng một bên, bảo trì im lặng. Nàng ta biết rõ tính tình Diệp Huyên, vì vậy không thể ra tay ngăn cản.
Hắn dễ trở nên cực đoan, một khi cho rằng mình đã đi vào ngõ cụt mà gọi cô gái váy trắng kia đến thì không cần phải đợi ngũ duy kiếp gì nữa đâu, bởi vì người phụ nữ kia ở một góc độ nào đó còn đáng sợ hơn cả ngũ duy kiếp. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hách Liên Viêm cứ thế tiêu biến, từ đầu đến cuối không ra tay phản kháng để tránh chuốc lấy nhục. A Gia nhìn sang Diệp Huyên, thấy hắn nói, sao cô lại đến đây? Hắn vốn không hề gọi nàng ta. A La chỉ cười, biết người gặp chuyện nên đến xem một chuyến. Cảm ơn. Nàng ta lắc đầu, không có chi. Hiện ta đang đến thời điểm mấu chốt, phải trở về bế quan, trong một khoảng thời gian sắp tới sẽ không thể giúp đỡ, người phải hành sự cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, ta nhớ rồi. Khi A La quay lại nhìn, tiểu đạo đã rời đi. Người có kế hoạch gì tiếp theo, nàng ta hỏi. Diệp Huyên hạ giọng, tạm chưa nghĩ ra. A La gật đầu, dù thế nào đi nữa thì nếu gặp chuyện gì, cứ việc đến Đại Hoang Quốc, ở đó sẽ không ai khinh thường ngươi được. Nàng ta dứt lời thì xoay gót rời đi, chỉ trong chớp mắt đã không còn tung tích. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi đi đến trước mặt Trương Văn Tú, thấy nàng ta đã khôi phục lại gần như hoàn toàn. Hắn nhẹ giọng hỏi, không sao chứ? Không sao. Sao cô lại đến đây? Trương Văn Tú lạnh nhạt đáp, người đi vào lâu như vậy, không có lấy một chút tin tức, có biết bên ngoài đã cho rằng ngươi chết sục xương rồi không? Diệp Huyên khẽ nói, xin lỗi, ta không nghĩ đến điều này. Trương Văn Tú lắc đầu, cho dù thế nào thì cũng không được để chuyện này xảy ra nữa. Ngươi không chỉ có một mình. Được. Diệp Huyên nhoẻn cười, đoạn nhìn về phương xa, đi thôi. Nói xong, hắn nắm lấy tay Trương Văn Tú, cất bước rời đi. Nàng ta khẽ giật lại nhưng vô ích. Bèn đơ mặt thầm nghĩ, tại hắn nắm chặt, không liên quan đến mình. Bỗng Diệp Huyên như nhớ đến gì đó, quay lại nói với Tống Thành cách đó không xa, cảm ơn tiền bối đã đến báo tin cho ta, ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Tống Thành vội cười, chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, dù thế nào thì ta vẫn sẽ nhớ kỹ. Nói rồi, hắn dẫn Trương Văn Tú rời đi, để lại Tống Thành lẩm bẩm, rốt cuộc hắn có bao nhiêu chỗ dựa vậy. Hàn Lãnh gằn giọng, e rằng không ít, hắn quá bí ẩn. Tống Thành gật đầu, quả thật là vậy. Như nghĩ đến gì đó, sắc mặt ông ta chợt trở nên dữ tợn, vậy mà người hộ đạo lại bảo chúng ta giết người này, thật là lòng dạ hiểm độc. Sắc mặt Hàn Lãnh cũng xa sầm, phải, suýt nữa đã gây nên họa lớn. Tống Thành khẽ nói, cho dù thế nào đi nữa thì kết cục của chúng ta vẫn còn tốt, mà phù đồ cổ tộc. Tuy Diệp Huyên không tàn sát hết già trẻ trên dưới, nhưng những cường giả mạnh nhất đã ngã xuống, bọn họ xem như hoàn toàn sụp đổ. Vẻ mặt ông ta nhuốm màu phức tạp, sau này nhất định phải nhớ kỹ, không được chọc vào kẻ có chỗ dựa. Trận chiến giữa Diệp Huyên và phù đồ cổ tộc được lan truyền đi khắp ngục tối vô biên. Bất bại A La lại xuất hiện. Hơn nữa còn là huynh muội với Diệp Huyên. Thông tin này quá mức kinh ngạc. Vì vậy toàn bộ ngục tối đều đã biết đến sự tồn tại của Diệp Huyên. Sau lưng hắn không chỉ có tiểu đạo mà còn có bất bại A La, không thể trêu chọc. Mà ai lại có thể trêu vào chứ? Không thấy kết cục của phù đồ cổ tộc sao? Chấm chấm chấm. Diệp Huyên không rời khỏi ngục tối vô biên mà đưa Trương Văn Tú đến hiệu cầm đồ thiên đạo. Tiểu đạo vẫn còn ở đó, thấy hắn thì cười hỏi, có việc gì sao? Diệp Huyên do dự nói, chuyện trước kia. Tiểu đạo lắc đầu, ta không giận vì ngươi không nể mặt ta, bởi suy cho cùng, đó là chuyện giữa ngươi và phù đồ cổ tộc, không can hệ đến ta. Ta lên tiếng chỉ vì từng có chút sâu xa với tổ tiên của họ mà thôi. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngón tay khẽ cong, để bút thiên đạo xuất hiện trước mặt hắn, bút này đã đưa cho ngươi thì là của ngươi. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, tiểu đạo cô nương đã giúp ta rất nhiều. Ta luôn ghi khắc trong tâm khảm. Nếu phù đồ cổ tộc làm gì ta vẫn có thể nhịn, nhưng họ lại nhằm vào bạn ta không thể nhịn. Hắn biết khi ấy chỉ cần chậm một chút, Trương Văn Tú sẽ rơi vào kết cục thảm thương. Tiểu đạo nhìn hắn, có khi hành sự quá quyết tuyệt cũng chưa chắc tốt. Nhưng như lời ngươi nói, nếu thực lực của ngươi không đủ thì phù đồ cổ tộc sẽ càng tuyệt tình hơn, vì vậy hành động của ngươi là dễ hiểu. Diệp Huyên lắc đầu. Dù sao đi nữa, cô cũng đã giúp ta rất nhiều, nếu trước kia có gì đắc tội xin hãy tha thứ cho. Dứt lời,
hắn quay qua Trương Văn Tú, chúng ta đi thôi. Nàng ta gật đầu. Thấy hai người rậm bước đi, Tiểu Đạo bỗng lên tiếng, đi ngay sao? Diệp Huyên quay lại, cũng nên đi. Nào ngờ nàng ta lắc đầu, ta đề nghị ngươi hãy đợi thêm một thời gian ngắn. Bằng không, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ra ngoài vẫn không chống lại được những người hộ đạo kia. Diệp Huyên chần chừ một phen, ta cảm thấy ta đã là mạnh lắm rồi. Tiểu Đạo mỉm cười, ngươi có hiểu biết rõ về người hộ đạo không? Hắn lắc đầu, không biết. Tiểu Đạo nhìn hắn, sức ảnh hưởng của họ nằm ở một tầm với mà ngươi không thể tưởng tượng được. Diệp Huyên hạ giọng, Tiểu Đạo tiền bối, trước kia ta từng nghe cô nói họ không giống người thường. Họ hy vọng ngũ duy kiếp buông xuống, đúng không? Tiểu Đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nếu vậy thì những người phản đối ngũ duy kiếp đều là đối thủ của họ, đúng chứ? Tiểu Đạo lắc đầu, sai rồi. Thứ nhất, trừ một vài thế lực cấp cao bên ngoài ra, không ai là đối thủ của họ. Thứ nhì, họ chỉ nhằm vào những người có thực lực đối kháng với ngũ duy kiếp. Tòa tháp nhỏ của ngươi khiến bọn họ cảm thấy bị uy hiếp, vì vậy mới ghi thù ngươi. Diệp Huyên hạ giọng, A-La có từng bị bọn họ nhắm vào không? Tiểu Đạo nhìn hắn, A-La không chống lại ngũ duy kiếp, nàng ta chỉ mang một bộ phận người còn sống đi thôi. Diệp Huyên, vì vậy nên ngay từ đầu họ không hề ra mặt ngăn cản A-La. Thấy đối phương gật đầu, hắn hỏi tiếp, vì sao bọn họ lại cho rằng ta nguy hiểm hơn A-La? Tiểu Đạo nhìn hắn, không nói gì, đến khi Diệp Huyên toan mở miệng mới lắc đầu. Có một vài chuyện phức tạp vô cùng, lại khó bề làm rõ. Ngươi chỉ cần biết một điều, ngươi hiện giờ không thể chống lại họ. Diệp Huyên nhìn nàng ta, mỉm cười, Tiểu Đạo cô nương muốn ta làm gì? Tiểu Đạo mở miệng định đáp lời nhưng bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, hai hàng lông mày cau lại. Diệp Huyên, sao vậy? Nàng ta khẽ nói, ác ma kia đã phá phong ấn. Đi nhìn xem. Vừa dứt lời, nàng ta đã mang theo Diệp Huyên, cùng biến mất trong hiệu cầm đồ. Chấm chấm chấm. Dưới vực sâu Thánh Gia Bảo, từng luồng khí tức hùng hậu cuồn cuộn tản ra như những đợt sóng dữ, lay động bầu trời. Vào giờ phút này, toàn bộ cường giả thánh tộc đều tụ tập lại cạnh vực sâu, người dẫn đầu chính là Thánh Thiên. Hắn ta nhìn xuống với gương mặt vô cảm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Phía sau là một nhóm cường giả thánh tộc. Đúng lúc ấy, dưới đáy vực sâu bỗng chấn động, khí tức của ác ma hùng mạnh kia ngày một tăng lên khiến các cường giả thánh tộc biến sắc. Từ khí tức này, có thể thấy họ tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Phải làm sao đây? Khi bọn họ rối rít nhìn sang, chỉ thấy Thánh Thiên đi đến bên vực sâu, nhìn xuống dưới, lập giao kèo không? Một tiếng cười khẽ vọng ra, giao kèo. Giao kèo gì? Thánh Thiên lãnh đạm, thánh tộc sẽ không cản trở ngươi đi ra. Ác ma im lặng. Thánh Thiên, những ân oán trước kia, xóa bỏ toàn bộ. Hắn ta biết thánh tộc hôm nay không đủ để ngăn bước ác ma, mà đã không được thì không làm thôi. Tổ huấn của tổ tiên đến giờ đã không còn phù hợp nữa. Người trong thiên hạ đã không quan tâm đến thánh tộc, vì sao thánh tộc phải để tâm đến họ? Đúng lúc ấy, tiếng cười của ác ma vọng lên khiến. Thánh Thiên cau mày, ngươi cười cái gì? Đối phương nói, cười ngươi ngu xuẩn, giao kèo với ta ư, ngươi không có tư cách. Nó vừa dứt lời, vực sâu bỗng nhiên chấn động, một chùm sáng đen vút lên từ dưới đáy. Dưới ánh mắt của mọi người, một người đàn ông trung niên bước ra từ trong đó. Y có mái tóc dài chấm vai, quanh người là khí đen vấn vít. Tản ra một luồng khí tức mạnh mẽ mà tà ác. Đây chính là ác ma. Thánh Thiên trợn trừng nhìn y, đang toan mở miệng thì đối phương đã cất tiếng cười, ra rồi. Y tham lam hít vào một hơi, bây giờ ông đây mới phát hiện, không có gì quan trọng hơn tự do cả. Thánh Thiên trầm giọng, các hạ. Người đàn ông kia bỗng vung tay phải lên, bắn ra một tia khí đen quấn quanh cổ họng hắn ta như một sợi xích, khiến hắn ta im lặng. Thấy vậy, những cường giả khác tái mặt. Y nhìn Thánh Thiên, cười nói, yếu quá. Thánh Thiên gầm lên, gọi tổ tiên. Mau gọi tổ tiên. Vô số giọng nói giận dữ vang lên trong thánh tộc. Uỳnh. Một cột sáng trắng bỗng phóng vút lên từ Thánh Gia Bảo. Ác ma nhìn theo nó, chỉ cười không nói. Khi ánh sáng tản đi, một người đàn ông mặc áo bào gấm xuất hiện trong mắt những người khác.
Đây là thánh quân, tộc trưởng đời đầu tiên của thánh tộc. Các cường giả thánh tộc có mặt vội vã quỳ xuống. Ác ma nhìn người mới xuất hiện, tuét miệng cười, thánh quân, lâu rồi không gặp. Trên không trung, thánh quân khẽ nói, Phục Ách, lâu rồi không gặp. Phục Ách phá ra cười, thánh quân à, mọi việc luôn kỳ diệu thế đấy. Năm đó ngươi phong ấn ta, nhưng ta không chết, ngươi lại chết. Xem ra sống lâu mới là kẻ thắng. Đánh không lại ngươi thì ta sống dai hơn ngươi vậy, ha ha. Thánh quân hết nhìn Phục Ách rồi lại nhìn về phía chân trời, nơi một nam một nữ đang đứng trên đám mây. Tiểu Đạo và Diệp Huyên. Phục Ách cùng nhìn theo, đôi mắt hơi nheo lại khi thấy Tiểu Đạo. Thánh quân năm xưa tuy rất mạnh nhưng căn bản không thể phong ấn y, mà lý do y bị phong ấn chính là bởi vì người phụ nữ này. Hận ư. Phục Ách thấp giọng cười, đoạn khẽ thi lễ với Tiểu Đạo, chào Tiểu Đạo cô nương. Tiểu Đạo nhìn y, đi ra rồi sao? Y gật đầu, vừa ra thôi, đang định đến thăm hỏi cô nương một phen. Tiểu Đạo lãnh đạm, đến trả thù. Phục Ách lập tức lắc đầu, không không, năm ấy là lỗi của ta đã mạo phạm Tiểu Đạo cô nương. Lần này ta đi ra là muốn đến xin lỗi cô nương. Năm ấy vãn bối tuổi trẻ ngu dại, mong cô nương tha thứ. Tiểu Đạo nhìn gã, biết lỗi rồi chứ. Y bèn gật đầu lia lịa, đã biết. Ngươi có tính toán gì tiếp theo? Phục Ách trần trừ một hồi rồi nói, hành sự kín đáo, làm người khiêm tốn. Hy vọng ngươi thật sự làm vậy. Tiểu Đạo gật đầu rồi quay sang thánh quân, thánh tộc ngươi không ngăn cản được. Thánh quân trầm ngâm một phen, Tiểu Đạo cô nương, không thể tin lời kẻ này. Tiểu Đạo, nếu ngươi muốn ngăn cản y. Nàng ta chỉ vào Diệp Huyên, trừ khi được hắn tương trợ. Diệp Huyên ư. Tầm mắt mọi người đổ dồn vào Diệp Huyên, ngay cả Phục Ách cũng thế. Thánh quân nhìn hắn, Tiểu Hữu, Phục Ách là ác ma, hành sự tàn nhẫn vô cùng. Nếu hắn ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người trên thế gian này chịu hại. Vì thiên hạ chúng sinh, vì sinh linh thế gian, xin Tiểu Hữu ra tay tương trợ. Diệp Huyên không nói gì. Đúng lúc ấy, Phục Ách xuất hiện trước mặt hắn, ôm quyền nói, Tiểu Hữu xưng hô thế nào? Diệp Huyên. Y cười, Diệp Huyên Tiểu Hữu, ta thấy thân thể cậu mạnh mẽ vô cùng, ta có một vật này vừa khéo phù hợp với cậu. Y đưa tay ra, một đôi cánh màu đen xuất hiện. Cánh ác ma ư. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Diệp Huyên. Phục Ách cười, Tiểu Hữu thật tinh mắt, đây đúng là cánh ác ma. Nhưng không chỉ là hạng tầm thường mà là đôi cách thuộc về lão tổ ác ma. Nó là báu vật của ác ma tộc chúng ta, nhưng lại quá mạnh mẽ, người thường khó mà chịu được. Thân thể Tiểu Hữu lại có đủ sức mạnh, thêm cả một bộ giáp vô cùng chắc chắn, hẳn có thể miễn cưỡng sử dụng nó. Diệp Huyên chớp mắt, ông cho ta à? Phục Ách cười, phấn hồng đưa giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Hôm nay ta có duyên dùng Tiểu Hữu, bèn tặng cho cậu vậy, xem như kết thiện duyên. Nói xong, y đưa cánh ác ma đến trước mặt Diệp Huyên. Hắn quay lại nhìn Tiểu Đạo, chỉ nghe nàng ta nói, chính ngươi lựa chọn đi. Diệp Huyên bèn nhận lấy đôi cánh, nói với Phục Ách, kết thiện duyên. Mọi người, thấy Diệp Huyên nhận lấy cánh ác ma, khóe môi Phục Ách khẽ cong lên. Y không biết người này là ai, nhưng nếu Tiểu Đạo nói hắn có thể phong ấn y thì y sẽ tin, bởi y biết nàng ta chưa bao giờ nói dối. Thánh quân đứng một bên thấp giọng thở dài, nhìn sang Tiểu Đạo. Nàng ta lắc đầu, ban đầu ta đã cho thánh tộc các ngươi một cơ hội, đáng tiếc các ngươi lại từ bỏ. Ánh mắt nàng ta chuyển sang Phục Ách, khẽ nói, xem ra kiếp của y cũng nên kết thúc. Phục Ách nghe vậy thì cung kính hành lễ, đa tạ. Y là ác ma, sức mạnh khủng khiếp vô cùng, nhưng y biết mình không có phần thắng trước mặt cô gái này. Chỉ cần nàng ta không ra tay. Y sẽ không gặp nguy hiểm. Bỗng Tiểu Đạo lên tiếng, chúng ta đi thôi. Thấy nàng ta xoay gót, Diệp Huyên nói với Phục Ách, đa tạ tiền bối. Phục Ách cười, là ta cảm ơn Tiểu Hữu mới phải. Ngày sau có cơ hội, chúng ta lại gặp nhau. Diệp Huyên ôm quyền rồi đi theo Tiểu Đạo. Đúng lúc ấy, Thánh Quân bỗng lên tiếng, Tiểu Đạo cô nương. Nhưng nàng ta không quay đầu lại. Sau lưng, Phục Ách khẽ lên tiếng, món nợ xưa kia, đến lúc trả rồi. Dứt lời, y biến mất tại chỗ, chỉ trong giây lát, từng tiếng hét thảm thiết vang lên trong thánh tộc. Chấm chấm chấm.
Ở chân trời, Diệp Huyên bỗng nói, tiểu đạo cô nương, nếu cô không quản thì thánh tộc. Nàng ta cười, ta quản kiểu gì? Xiết phục ách sao? Diệp Huyên, chỉ cần một câu của cô cũng có thể cứu bọn họ. Tiểu đạo lắc đầu, người biết về nhân quả chứ? Hắn gật đầu, ta biết, nhưng việc thánh quân làm ban đầu là việc thiện. Tiểu đạo nhìn sang, nên ta mới để gã chết trong an lành, còn thánh tộc. Ta cũng không thể quản họ đời đời kiếp kiếp được, mệt mỏi lắm. Ta hiểu rồi. Thấy hắn gật đầu, tiểu đạo bỗng bật cười, còn ngươi, vì sao không đồng ý ra tay giúp thánh tộc? Diệp Huyên khẽ nói, thứ nhất, ác ma kia không có thủ oán với ta, vì sao ta phải phong ấn y? Thứ hai, ta cảm nhận được ta không đánh lại y, một khi đã vậy thì không cần phải xen vào chuyện người khác. Hơn nữa, y còn tặng bảo vật cho ta. Tiểu đạo cười, người rất thông minh, biết lựa chọn những gì có lợi cho mình. Diệp Huyên bỗng hỏi, nếu lúc đó ta bằng lòng giúp thánh tộc phong ấn y thì sẽ thế nào? Tiểu đạo khẽ cười, người sẽ có thêm một ít nhân quả, tương lai không biết tốt hay xấu. Diệp Huyên nhìn sang, hắn biết nàng ta bảo hắn hỗ trợ không phải là để hắn thật sự ra tay, mà là để chắn một ít nhân quả cho thánh tộc. Bỗng tiểu đạo lên tiếng, thế đạo này sắp thay đổi rồi. Diệp Huyên nhìn sang, vì sao lại nói thế? Nàng ta khẽ cười, nếu ta đoán không sai thì một vài ác ma còn lại sắp sửa xuất thế. Hắn cau mày, còn những ác ma khác ư? Tiểu đạo gật đầu, ban đầu có 12, hiện nay chỉ còn 4, mà Phục Ách cũng không phải kẻ lợi hại nhất. Diệp Huyên hỏi, tất cả đều do cô phong ấn. Nàng ta lắc đầu, ba kẻ khác không bị. Diệp Huyên, vậy họ hiện đang ở đâu? Nàng ta nháy mắt, câu hỏi này sẽ thu phí đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười, cô chỉ là không muốn nói thôi. Tiểu đạo cũng cười, thật mà, nếu người trả tiền thì ta sẽ nói ngay, nhưng người biết những điều này cũng không có tác dụng gì. Không hẳn, bây giờ người đã kết thiện duyên với một ác ma, biết đâu ngày sau cũng sẽ giao thiệp với ba tên còn lại. Diệp Huyên, tùy duyên phận vậy. Tiểu đạo gật gù. Hai người vừa đi vừa nói cho đến khi về lại hiệu cầm đồ thiên đạo. Thấy họ bước vào, Trương Văn Tú lập tức đứng lên. Diệp Huyên bước tới, cười hỏi, nhớ ta hả? Nàng ta híp mắt, mặt dày. Tiểu đạo bật cười, hắn nào phải mặt dày, hắn là không có liêm sỉ mới đúng. Diệp Huyên. Tiểu đạo bỗng nói, chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ đưa người đi. Diệp Huyên, đi đâu? Nàng ta cười, đi trải nghiệm chuyện đời. Trải nghiệm chuyện đời. Diệp Huyên còn muốn hỏi thêm nhưng tiểu đạo đã bước đến quầy rồi nằm xuống ngủ. Ngủ thật nữa cơ. Diệp Huyên không quấy rầy nàng ta mà đi sang một bên, mở tay ra, để cánh ác ma xuất hiện. Hắn quan sát nó một hồi, đoạn tự hỏi, thứ này dùng để làm gì nhỉ? Giọng nói của tầng 9 bất thình lình vang lên, thử một chút là biết ngay. Diệp Huyên gật đầu. Đoạn đang định trích một giọt máu nhỏ vào thì tiểu đạo lên tiếng, người muốn chết đúng không? Hắn nhìn sang, chỉ thấy nàng ta mỉm cười, đây là cánh của lão tổ ác ma, bên trong có chứa ý chí của gã. Nếu ngươi định thu phục nó bằng cách ấy, ý chí của lão tổ sẽ phá hủy thần trí của ngươi. Diệp Huyên khẽ cau mày, ý chí của lão tổ ác ma. Tiểu đạo gật đầu, giá trị của thứ này không thấp hơn bút thiên đạo của ngươi. Nhưng ngươi có biết vì sao Phục Ách lại hào phóng tặng nó cho ngươi không? Diệp Huyên hạ giọng, vì y không thể khống chế ý chí của lão tổ. Tiểu đạo mỉm cười, thông minh. Nếu y có thể làm vậy từ ban đầu, thì việc thánh quân muốn phong ấn y chỉ là giấc mơ hão huyền. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, thực lực bây giờ của ngươi không thể nào chống lại ý chí kia được. Diệp Huyên cười, nhưng tiểu đạo cô nương chắc chắn có cách, đúng không? Tiểu đạo mở to mắt, người nói thử xem. Bao nhiêu tử khỉ, Diệp Huyên hỏi. Nàng ta giơ hai ngón tay lên. 20 luồng. 200. 200. Diệp Huyên nheo mắt, tiểu đạo cô nương định ăn cướp hay gì? Nàng ta nhún vai rồi lại nằm bò ra ngủ, làm Diệp Huyên không khỏi đen mặt. Đây là trắng trợn cháy nhà mà đi hôi của này. Một hồi sau, hắn hỏi thầm trong lòng, tiền bối có biện pháp gì không? Tầng 9 đáp, nếu ngươi giao cho ta thì ta có thể bắt ý chí của lão tổ ác ma khuất phục, nhưng mà ta không giúp ngươi được. Hay là ngươi cho ta đi? Diệp Huyên, tiền bối xem như ta chưa nói gì vậy. Tầng 9. Diệp Huyên đi đến trước quầy,
trở tay đặt 200 luồng tử khí tinh khiết xuống. Tiểu đạo bất thình lình ngẩng đầu lên, vung tay lướt qua, toàn bộ tử khí đã biến mất. Nàng ta bèn cười, thật ra thì đơn giản thôi. Nàng ta vươn tay, gọi cánh ác ma bay đến, đoạn dùng tay vuốt nhẹ một cái. Đôi cánh run lên bần bật, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt Diệp Huyên đanh lại, tiểu đạo không lừa hắn. Nàng ta trả cánh ác ma lại cho Diệp Huyên, xong rồi. Hắn thu nó về, hỏi tiểu đạo cô nương có vật gì tốt hơn cả cánh ác ma và bút thiên đạo không? Nhiều mà. Nàng ta buột miệng, đoạn như nghĩ đến gì đó mà sửa lại, không, ta chẳng có gì hết, thật đấy. Diệp Huyên. Tiểu đạo bỗng chỉ vào cánh ác ma, nó có khả năng tăng tốc độ của ngươi lên không dưới 5 lần so với hiện tại. Nếu ngươi muốn trốn đi thì trừ cường giả cỡ như A-La-Gia, những người khác không có cách ngăn cản. Nhưng vạn sự không có gì là tuyệt đối, luôn có một vài thần thông đặc biệt. Diệp Huyên, ví dụ như, nàng ta cười, như một vài dị thú hay sinh linh huyền bí nào đó. Dù sao thì theo những gì ta biết, trong thiên địa hiện giờ, có ít nhất 10 người còn sống có khả năng vượt qua ngươi về tốc độ. Diệp Huyên cũng cười, vậy cũng đã lợi hại lắm rồi. Hắn biết trong 10 người mà nàng ta nói, có rất nhiều người không thuộc về thời đại này. Tiểu đạo gật gù, đúng vậy. Được rồi, người đi nghỉ ngơi cho khỏe rồi nấu cơm đi. Ngày mai ta đưa người đến một nơi để xem thế giới này rộng lớn nhường nào. Ta rất mong chờ. Diệp Huyên cười, rồi như nghĩ đến gì đó mà nhìn sang Trương Văn Tú, nàng đi theo ta được chứ? Tiểu đạo nhìn Trương Văn Tú, gật đầu, được. Diệp Huyên cười, đa tạ. Nàng ta chỉ nháy mắt, không nói gì. Diệp Huyên không khỏi trợn mắt, đoạn trở tay đặt thêm 20 luồng tử khỉ nữa lên quầy. Tiểu đạo không chút khách khí mà thu chúng về. Diệp Huyên bật hỏi, tiểu đạo cô nương đang rất cần loại khí này sao? Nàng ta gật đầu, xem như vậy. Bảo vật của cô nhiều như vậy, chẳng lẽ không có linh khí nào tốt hơn nó ư? Tiểu đạo nhìn hắn, trong trời đất này, chỉ có tổ khí bản nguyên là tốt hơn tử khỉ của ngươi, mà ta thì đang tìm nó. Không tìm được sao, Diệp Huyên cau mày. Nàng ta nhàn nhạt đáp, được rồi, nhưng không có cách mang đi. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Tiểu đạo nhìn hắn, liên quan gì đến ngươi? Hỏi nhiều vậy làm gì? Diệp Huyên, thấy nàng ta không để ý đến mình nữa, hắn cũng không tiếp tục làm phiền, mà nhỏ một giọt máu lên đôi cánh ác ma. Nó run lên bần bật trước khi hóa thành một tia sáng đen, chui vào giữa mày hắn. Uỳnh, một luồng khí tức hùng hậu tuôn trào từ người Diệp Huyên. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Huyên mở bừng mắt, sau lưng hắn, một đôi cánh đen lặng lẽ xuất hiện, mép cánh sắc như đao nhọn, khiến người không rét mà run. Cánh này là hàng tốt, Diệp Huyên phấn khởi. Hắn không nghĩ nhiều nữa mà lập tức khởi động, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở bờ sông cách hiệu cầm đồ thiên đạo đến 100.000 dặm. Đây là khái niệm thế nào? Nếu thi triển cánh ác ma cùng với nhất kiếm vô lượng hoặc nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyên không khỏi cười phá lên. Đúng lúc ấy, như cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu nhìn lại, thấy một cô gái đang chậm rãi bay đến từ bên phải. Chính là cô gái một chân. Trong tay nàng ta cầm một cây gậy giặt đồ, nhìn hắn với vẻ vô cảm. Diệp Huyên ngây ngẩn, bỗng nhiên nhìn xuống mới phát hiện chân hắn đang dẫm lên một chiếc váy trắng tinh. Chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói, có bạn đọc nữ nghe nói tôi sắp kết hôn thì thề cả đời không lấy chồng. Có bạn đọc khác nói, trên đời này trai đẹp thì nhiều nhưng không bằng một nửa Thanh Loan. Cô gái nào vừa gặp Thanh Loan đều sẽ mê mẩn cả đời. Đẹp trai không phải lỗi của tôi mà. Chỉ mong kiếp sau đừng xuất sắc như vậy nữa. Cô gái cứ chậm rãi bay đến, trên người không có một tia khí tức, nhưng chính vì vậy lại khiến sắc mặt Diệp Huyên càng trở nên nghiêm trọng. Nơi này là ngục tối vô biên, có ai ở đây là người thường sao? Nghĩ vậy, hắn lùi lại một bước, đoạn vội vàng nhặt chiếc váy trắng bị đạp dưới chân lên. Cô gái kia dừng lại, cứ thế lẳng lặng nhìn hắn. Hắn do dự một hồi rồi nói, xin lỗi vì đã làm bẩn y phục của cô. Chiếc váy được đưa đến trước mặt cô gái, nhưng nàng ta không nhận lấy. Bỗng nhiên, Diệp Huyên biến sắc khi cảm nhận được nguy hiểm ập đến. Nàng ta muốn giết hắn ư? Khi Diệp Huyên chuẩn bị ra tay, tiểu đạo bỗng xuất hiện kế bên,
khẽ đặt tay lên vai hắn. Sức mạnh trong cơ thể hắn lập tức trở nên im lặng. Đoạn, nàng ta nhìn cô gái một chân, cười nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đối phương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm lạnh băng. Tiểu đạo cũng không tiếp tục nhiều lời mà đưa Diệp Huyên đi. Cô gái mộ chân kia nhìn theo họ, sau đó đưa tay ra. Chiếc váy trắng bay vào tay nàng ta, được phủi đi những bụi bặm trên đó. Chấm chấm chấm. Trên một đường phố cách xa nơi đó, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, tiểu đạo cô nương, cô gái vừa rồi là. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, nếu ngươi ra tay thì bây giờ đã là một cái xác rồi. Nàng ta mạnh lắm sao, hắn hạ giọng. Tiểu đạo nhìn sang, vô cùng mạnh. Vô cùng mạnh. Diệp Huyên cau mày, nàng ta là người phương nào? Đối phương nhẹ giọng nói, một người rất đặc biệt, về sau có gặp thì tránh xa chút, như vậy sẽ tốt cho ngươi hơn. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ không trêu chọc nàng ta. Thế thì tốt. Vẫn còn mang lòng hiếu kỳ về cô gái một chân kia, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, nhưng vì biết tiểu đạo sẽ không nói thêm nên cũng không hỏi nữa. Hiệu cầm đồ thiên đạo. Sau khi trở lại, tiểu đạo nói với Diệp Huyên, làm một bữa cơm đi rồi chúng ta lên đường. Được. Diệp Huyên cười rồi xắn tay áo lao vào bếp. Không lâu sau, một bàn thức ăn đã ra lò. Tiểu đạo nhìn hắn, trông có vẻ nhiều. Diệp Huyên nhìn sang Trương Văn Tú, cười hì hì. Tiểu đạo bĩu môi, ngồi xuống ăn. Trương Văn Tú lại chần chừ không đụng đũa. Diệp Huyên nói với nàng ta, thử một miếng đi, không tệ đâu. Trương Văn Tú cầm đũa lên, gắp một miếng dưa nhỏ nếm thử rồi nhìn hắn, dở. Miệng thì nói vậy nhưng tay nàng ta lại gắp một miếng khác đưa vào miệng. Diệp Huyên. Nửa giờ sau, tiểu đạo đưa Diệp Huyên và Trương Văn Tú rời khỏi hiệu cầm đồ, đi về phía nam. Trên đường đi, Diệp Huyên lên tiếng hỏi, tiểu đạo cô nương, chúng ta đi đến đâu? Tiểu đạo cười, khi ấy ngươi sẽ biết. Diệp Huyên không biết nói gì, có cần phải úp úp mở mở vậy không? Bỗng tiểu đạo hỏi Trương Văn Tú, ngươi có huyết mạch của ma tộc thượng cổ. Nàng ta thấy Trương Văn Tú gật đầu thì gật gù rồi không nói gì thêm. Diệp Huyên vội hỏi, huyết mạch thượng ma tộc cổ là gì? Tiểu đạo cười, ma tộc từng là một chủng tộc rất mạnh, nhưng sau đó thì không còn nữa. Đôi mắt nàng ta nhìn sang Trương Văn Tú. Nếu có thể hoàn toàn kích hoạt ma huyết trong cơ thể, thực lực của nàng ta sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Diệp Huyên, làm sao để kích hoạt? Tiểu đạo, biện pháp nhanh và đơn giản nhất là song tu với người có huyết mạch chi lực mạnh hơn ma huyết của nàng. Diệp Huyên ngẩn ra, đoạn nhìn Trương Văn Tú, ta có thể hy sinh một chút, thật đấy. Một cây thương bỗng lao thẳng vào mặt Diệp Huyên. Hắn cả kinh, vội vàng lách người trốn. Thừa dịp Trương Văn Tú chưa kịp phản ứng mà ôm lấy eo nàng ta. Thấy Trương Văn Tú toan mở miệng, hắn lại vội vàng bỏ tay ra, lui về một bên, bấy giờ mới nhớ tiểu đạo còn đứng đó. Ve vãn đánh yêu trước mặt người ngoài thế này không ổn lắm. Diệp Huyên nói với tiểu đạo cô nương, ma thượng cổ tộc là tộc gì? Thuộc về thời đại nào? Người có thể hỏi nàng mà, đối phương nhìn Trương Văn Tú, nào ngờ nàng ta chỉ lắc đầu. Ta không biết, Trương Văn Tú lắc đầu. Tiểu đạo lộ ra vẻ kinh ngạc, người không biết huyết mạch của mình ư. Trương Văn Tú gật đầu, ta chỉ biết là ma huyết thượng cổ, ngoài ra không biết gì cả. Tiểu đạo suy nghĩ một hồi rồi nói, ma tộc thượng cổ là một chủng tộc hùng mạnh thuộc về thời cổ đại. Bọn họ tu luyện thân xác nên có thân thể cực kỳ rắn chắc, còn vượt qua cả cổ yêu tộc vốn được xưng là sở hữu thân xác mạnh mẽ nhất. Ngoài ra, trí tuệ của họ cũng không thua kém gì con người, cũng sáng tạo ra văn minh ma tộc của mình. Tiếc rằng phù dung sớm nở tối tàn, ma tộc hiện nay cơ bản đã biến mất rồi. Trương Văn Tú cơ bản. Tiểu đạo cười, vì vẫn còn một ít may mắn sống sót. Họ ở nơi nào? Ngươi muốn đi tìm sao? Trương Văn Tú gật đầu, ta muốn biết lai lịch của mình. Tiểu đạo suy nghĩ một hồi rồi nói, bọn họ ở ma thôn, cách khá xa nơi này. Trương Văn Tú nhìn sang Diệp Huyên, đến lúc ấy, người đi cùng ta một chuyến. Hắn vừa gật đầu thì tiểu đạo đã xen vào, tốt nhất đừng nên. Thấy cả hai nhìn sang, nàng ta cười, ma tộc căm thù con người đến tận xương tủy. Ban đầu, nền văn minh của họ biến mất cũng do con người gây nên. Nói đến đây,
Nàng ta chợt dừng lại như nghĩ đến gì đó trước khi tiếp tục, nhưng ngươi đi thì có lẽ sẽ khác. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tiểu đạo nhàn nhạt đáp, vì mặt ngươi dày. Diệp Huyên. Ước chừng nửa giờ sau, tiểu đạo đã đưa Diệp Huyên và Trương Văn Tú đến một vùng không gian mang theo tử khí dày đặc và cảm giác nặng nề áp bách. Diệp Huyên lướt nhìn bốn phía rồi hỏi, tiểu đạo cô nương, nơi này là? Nàng ta cười, tinh vực thiên hà. Ở nơi này từng có một thế lực hùng mạnh vô cùng, vào thời kỳ huy hoàng chỉ yếu hơn đại hoang quốc của bất bại A-La một chút xíu. Cũng không đúng, đại hoang quốc mạnh, tám phần là do A-La. Thế lực này thì không chỉ có một người, mà tất cả đều mạnh mẽ, việc họ biến mất quả thật có chút đáng tiếc. Đó là thế lực gì vậy? Tiểu đạo cô nương, Diệp Huyên hỏi. Tiểu đạo mỉm cười, Ma La tộc, ta phải công nhận, tộc trưởng của họ là một thiên tài vô cùng lợi hại. Diệp Huyên tỏ ra hiếu kỳ, lợi hại thế nào? Ngoại trừ thực lực, nàng ta còn rất thiện kinh doanh. Ma La năm ấy từ một chủng tộc bé nhỏ, được nàng ta lèo lái xây dựng thành một chủng tộc khổng lồ. Có thể nói, trong những siêu chủng tộc tự cổ chí kim, Ma La có thể đứng ở năm hạng đầu tiên. Nàng ta dừng lại một chút, tiên tri cũng là một nhân vật lợi hại theo kiểu toàn năng. Hiểu biết của hắn về thế giới này không hề thua kém thiên đạo. Tóm lại, số cường giả siêu cấp từng xuất hiện từ đó đến giờ là rất rất nhiều, ai nấy cũng đều vô cùng lợi hại. Diệp Huyên hạ giọng, ta cảm thấy tiểu đạo cô nương cũng lợi hại lắm. Nàng ta nhìn hắn cười, ta lợi hại lắm. Hắn gật đầu, ta thấy cô lợi hại nhất. Tiểu đạo cười, ta cũng thấy vậy. Đoạn nàng ta nhìn sang một nơi gần đó, đến rồi. Diệp Huyên và Trương. Văn Tú nhìn theo, thấy một cây cầu dài đến mấy vạn dặm, bắc ngang và trụ sao trời, còn có thể nhìn thấy vài bóng người mơ hồ phía trên. Diệp Huyên hỏi tiểu đạo, đây là? Nàng ta mỉm cười, chợ đen vũ trụ. Diệp Huyên tròn mắt, chợ đen vũ trụ. Tiểu đạo gật đầu, đây là khu giao dịch lớn nhất vũ trụ ngũ duy cho đến giờ, hoàn cảnh phức tạp vô cùng. Bất kỳ bảo vật nào cũng có thể xuất hiện. Bút thiên đạo của ngươi là do ta tìm ra ở đây đấy. Diệp Huyên không khỏi ngây ra. Tiểu đạo cười, khó tin đúng không? Ta mỗi năm sẽ đến đây một, hai lần, xem có bảo vật gì không. Nàng ta dẫn hai người lên cầu. Vừa đặt chân lên, Diệp Huyên đã bị một sạp hàng bên hè hấp dẫn, bèn dẫn Trương Văn Tú đi đến. Sạp hàng do một ông lão bày ra, hắn nhìn chúng một con dao găm. Vừa ngắn lại vừa không nguyên vẹn, thoạt nhìn không có bất kỳ chỗ đặc thù nào cả. Ông lão chủ sạp bỗng bật cười, các hạ thật là tinh mắt. Dao găm này có tên đồ lục, được tạo thành từ đuôi, răng và vảy của một yêu thú thượng cổ, sắc bén vô ngần, được xưng là lưỡi dao sắc nhất kim cổ. Diệp Huyên xòe tay, gọi kiếm thiên chu ra, đưa cho ông lão, các hạ nhìn một chút. Sắc mặt ông lão đanh lại khi nhìn thấy thanh kiếm. Một hồi sau mới lãnh đạm hỏi, các hạ đến phá quán hay sao? Diệp Huyên chỉ cười, không phải, ta chỉ cảm thấy dao găm này không tệ, ông bán thế nào? Ông lão vẫn nhàn nhạt đáp lời, có thần kiếm như của các hạ, căn bản không cần dùng đến dao găm của ta, xin mời tìm một sạp khác đi thôi. Diệp Huyên còn định nói gì thì tiểu đạo đã cười, đến sạp tiếp theo thôi. Hắn mới gật đầu. Ba người tiếp tục đi về trước. Sạp hàng bày bán hai bên cầu rất nhiều, người lui tới cũng tấp nập, trông rộn rã vô cùng. Diệp Huyên phát hiện khí tức của những người này cũng cực kỳ mạnh mẽ, không phải người thường. Bỗng tiểu đạo dừng bước, đưa mắt nhìn sang sạp hàng bên phải gần đó, nơi có một chiếc bình màu trắng được bày bán. Diệp Huyên, gì vậy? Tiểu đạo quan sát chiếc bình ngọc kia một phen, cười đáp, món này quả thật không tệ. Đoạn nàng ta hỏi ông lão trước mặt, bán thế nào? Ông ta giơ hai ngón tay lên, 200 luồng tiên thiên đạo khí. Tiểu đạo gật gù rồi đưa tay ra, 20 luồng tử khí xuất hiện. Ông lão ngây ra trước khi nhanh chóng thu chúng về rồi lập tức đứng dậy, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên cũng ngớ người. Tử khí được ưa chuộng vậy sao? Ông đây có một đống luôn đó. Lúc này tiểu đạo giơ bình bạch ngọc lên, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, biết đây là gì không? Diệp Huyên hỏi, ta nhìn được không? Tiểu đạo cười nói, được chứ? Nói xong, nàng ta búng tay một cái, bình bạch ngọc bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm bình bạch ngọc, hắn ngắm nghía một chút,
thấy bình ngọc có hơi cũ nát, trên miệng còn bị mẻ một mảnh nhỏ. Diệp Huyên nhìn nửa ngày rồi lắc đầu, chẳng có gì đặc biệt cả. Tiểu đạo cười nói, bình này người bán cũng không nhìn ra đâu. Diệp Huyên nhìn về phía tiểu đạo cô nương, rốt cuộc đây là thứ gì? Tiểu đạo mỉm cười, đây là bình hải tận, một bảo vật rất tốt, người đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, bên trong nó còn có một càn khôn khác đấy. Diệp Huyên hỏi, càn khôn gì? Tiểu đạo cười, trong bình chứa nước của một vùng biển, nếu thôi thúc nó, một khi nước biển tràn ra, ha ha. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nước của một vùng biển. Tiểu đạo gật đầu, nhưng linh của vật này đã bị hủy rồi, lại có thêm một phong ấn thần bí nữa, vì thế nó chỉ trông giống một bình ngọc bình thường thôi, chứ thật ra là một thần khí đấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, thứ này lợi hại như thế thật sao? Tiểu đạo cười mỉm, ngươi không tin vào mắt nhìn đồ của ta à? Diệp Huyên vội lắc đầu, không, tất nhiên là ta tin vào mắt nhìn đồ của cô nương rồi, nhưng ta vẫn muốn tự mình lĩnh giáo thử. Chỉ bằng cô cho ta đi, ta chơi một lúc thử. Nghe Diệp Huyên nói thế, tiểu đạo cất luôn bình bạch ngọc đi, chơi cái gì mà chơi? Có gì vui mà chơi? Đi, đi chỗ khác xem. Nói xong, nàng ta lại rảo bước về phía xa xa mà không hề quay đầu lại. Diệp Huyên đen mặt, tiểu đạo này có ý gì? Mình cũng có cướp bảo vật của nàng ta đâu. Lúc này Trương Văn Tú bỗng lên tiếng, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, hai người tiếp tục bước đi. Dọc đường, Diệp Huyên thấy được không ít bảo vật, không thể không nói, những thứ kia đều là đồ tốt, nhưng mà bây giờ bảo vật bình thường đã không còn hấp dẫn với hắn nữa. Bây giờ trên thân hắn, chỉ tiện tay lấy ra một món thôi cũng là thần khí đỉnh cao rồi. Khoảng chừng một phút sau, tiểu đạo đột nhiên dừng lại ở trước một quầy hàng nhỏ, ông chủ là một gã mặc áo đen, toàn thân ẩn dưới lớp áo choàng thùng thình, không nhìn rõ được khuôn mặt. Ánh mắt của tiểu đạo rơi vào một đầu thương trên quầy hàng, thứ này hợp với bạn của ngươi đấy. Nói xong, nàng ta nhìn Trương Văn Tú. Hai người Diệp Huyên cũng nhìn sang đầu thương kia, Diệp Huyên ngắm nghía một lúc rồi hỏi, chỉ có đầu thương thôi à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.